Sante te sampadana sammati kat jawaka asmalanan Jagatha tenang ambimahe sinang mangga hata kilesa wabanta numbanti thammatang etena sancha wanche na santhi te ho tu sambada e wang me su tang e kang sama yang pagawa sa wan ti yang wihara ti je ta wane anatha bendika sa arame atakho anyata ra de wata asin kang ta ya ran ti ya asin kang ta wana Kê wa la cam băng chê ta wa năng ô pha xê toa dê na pha gà wa tê nu ba sang ca mi u ba sang ca minh toa pha gà quan tăng a phi wa đê toa ê ca mạnh năng anh tha si ê ca mạnh tăng thi ta khổ xa đê wa ta pha gà quan tăng gà tha gia anh cha pha si Bahu dewa manusia cha manggala ni acin ta yung akang khamana son thanang prohi manggala muttamang ase wana cha balanang bandita nan cha se wana Bucha cha bucha ni janang e tang mangala muttamang batiru bade sawaso cha bumbe cha kata puan nyata anta samma bang ni thi cha e tang mangala muttamang bahu san chan cha sim ban cha winayo cha su sin khi to su pha si ta cha ya wa cha e tang mang ga la mu ta mang a ta bi tu u ban tha nang bu ta da ra sa sang ga ho ana ku la cha kam man ta e tang mang ga la mu ta mang Đà nan cha tham ma cha ri ya cha nya ta ca nan cha sang ra ho ana wan cha ni cam ma ni e tăng mang ga la mu ta mang a ga ti vi ra ti pa pa man cha ba na cha san nya mo am ba ma do cha tham me su e tăng mang ga la mu ta mang Gà ra vô cha ni wa tô, cha san tu thi cha ca tánh nhu ta. Ca lê na tham ma sa hoa năng, ê tăng măng gà la mu ta măng. Khánh ti cha sô, wa cha sa ta, sa ma na năng cha đá sa năng. Ca lê na tham ma sa cánh cha. Ê tăng gà la mu ta măng. Tapo cha brahmachari yancha ariya sancha nadasanang
Niết bàn san chi kỳ ri dạ cha ê tăng măng gà la mua tam măng phu tha sa lô ca thầm mê hi chinh tăng giá san a cầm ba ti a sô căng quỷ ra chăng khê măng ê tăng măng gà la mua tam măng ê ta đi xa ni cánh tòa na sâm ban tham a pa ra chi ta sám băng tha son thình gánh chanh ti tạng tê sang măng gà la múa tà măng ti. Y tí pi sô phá gà hoa đà ngá pa ra mi sâm pan nô. Y tí pi sô phá gà hoa đà na u pa pa ra mi sâm pan nô. Y tí pi sô phá gà hoa đa na pa ra man tha pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa si la pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa u si la u pa pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa si la pa ra man tha pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa nánh khăm mà pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa nánh khăm mà u pa pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa nánh khăm mà pa ra man tha pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa ban nha pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa ban nha u pa pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa ban nha pa ra man ta pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa wi wi ya pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa Viriya upapa rami sampanno iti piso phagawa Viriya paramantapa rami sampanno iti piso phagawa Khanti parami sampanno iti piso phagawa Khanti upapa rami sampanno iti piso Phagawa khanti paramantha parami sampanno iti piso Phagawa sancha parami sampanno iti piso Phagawa sancha upaparami sampanno iti piso Phagawa sancha paramantha parami sampanno iti piso Phagawa atin tha na pa ra mi sam pan no iti pi so Phagawa atin tha na upa pa ra mi sam pan no iti pi so Phagawa atin tha na pa ra man tha pa ra mi sam pan no iti pi so Phagawa men ta pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa men ta u pa pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa men ta pa ra man tha pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa u ban kha pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa u ban kha u pa pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa u ban kha pa ra man tha pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa ta sa pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa da sa u pa pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa ta sa pa ra man tha pa ra mi sam pan no nắp mô bút thà giá nắp mô thầm mà giá nắp mô sằng khà giá và Nguyên Như xin kính chào Huynh Kinh. Nguyên Như xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to
Samma Sambuddha Samnamo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Brahmacaro Gatipati Sahambati Katanjali Antiwarang Ayajata Santi tha santam barajang kajatika deise tu thamang anukam bimang bajang santam ma phê rin quy nha dành cha ca dân su tan cha bành thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta dành tô cha tu san cha đặng đặng bắp bô tha nây dê ba ri sa dạ mắm chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày giờ chơn sang, thuyết pháp đồ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hà giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ơn phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân kết tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp noi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, Nguyên Như xin thay mặt lớp học kính thỉnh Huynh Kinh đăng đàn thuyết pháp cho đạo tràng buổi học của ngày hôm nay ạ. Xin thỉnh Huynh ạ. Alo, 1, 2, 3, alo, dạ quý vị nghe rõ mà, alo. À, nghe rõ, dạ. À, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào tất cả quý vị. Hơi nhỏ nữa ha, xíu Tiên Quỳnh, Tiên Môn là nhỏ. Nhỏ chưa, rõ chưa? Rồi, à, nghỉ mấy tuần lễ lâu quá không vô, à, biết sinh hoạt sao. À, không biết có quý vị có ôn bài không hay là cho nó vô góc tủ cắt luôn. Nó cắt hết rồi, cắt vô tủ hết rồi. À, thì chúng tôi có một số công việc phải đi mà nó tạm nghỉ, sẵn cái cơ hội để cho thư giãn, cho quý vị học Phật pháp về vì pháp mới căng nữa, thì là mình có cái thời gian cho thư giãn. Ủa, nó hết ra rồi đó, nói vậy đó, hết cỡ rồi đó, biết sao vậy, thì bật hết rồi. À, xin, Nguyên Như nghe rõ không? Nguyên Như, Simetta, Đoàn Đạo nghe rõ không? Hello? Rõ ha? Vậy xin Nhật Quỳnh đem cái máy đó ra ngoài trước cửa đó, để đề bản đề ra sale mua máy mới cho nó gọn. Rõ hơn là tải máy máy cũ. À, thì sau mấy tuần ha, cũng khoảng ba tuần nghỉ, cũng ba tuần quý vị chắc quên hết rồi. À, học tới phần coi như là 121 tâm học rồi ha. À, tâm sở 13, tâm sở tự tha 14, tâm sở bất thiện học hết luôn rồi. À, sắp tốt nghiệp ra trường ra là hết. Thì chạy vậy nhưng mà nó thấm, nó thấm từ từ mình không biết, nó thấm cho ngày nào hay ngày nào đó chúng ta sẽ thấy Sip Meta, Nguyên Như, Sip Nhật Quỳnh, Sip Tần Đạo lên đứng trước diễn đàn Phật pháp giảng về ví dụ pháp cho bá tánh là nghe truyền bá Phật pháp. Lúc đó mình mới thấy rằng công năng của Phật pháp như thế nào. À, cái người thì trong cái thời gian mà chúng tôi nghỉ thì cũng có đi về Cali để có một số công việc
đứa con trai nó cũng thi tốt nghiệp, mà nó ra tốt nghiệp đại học đi dự lễ cho nó, rồi sẵn cái thời gian đi nghiên cứu theo vòng vòng rồi. Còn mấy ông lão có ông nào sắp lên đường chưa, để mà quán về sự vô thường không có lên đường chưa, đi vòng vòng phần đi quan sát xem những cái pháp thế gian này, những cái nơi nào mà mình có thể mình tạm nương trú được. Thì cũng như vì tại vì chúng tôi giờ hiện đang ở một cái tiểu bang mà nó cũng khá lạnh, mùa đông thì tuyết nó dập rồi te tua ha, lạnh lẽo đủ thứ. Mà về Houston đó, chỗ mà Sydney Quỳnh ở đó, thì chúng tôi về đó, mình quan sát thời gian thì mình thấy thì nó quá nóng, cái chỗ đó thì nó quá nóng đi, cũng khó. Mà về Cali thì nó lại là khó sống, nó khó thở, khó sinh hoạt, khó kiếm tiền. Mình ở trong cái vấn đề mà đi tìm một cái trú xứ mà ổn, mà mình sống mình tu tập này kia, thật sự cũng không phải chuyện dễ, cũng rất là khó. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta thấy rằng không có trú xứ nào bằng cái trú xứ của cái tự thân của mình. Quay về sống với ngay tự thân của mình là được. Về không không phone cho Sĩ Quỳnh, phone chi mất công kéo ra đủ thứ chuyện nhiều khê nữa, mệt nữa, tính kêu nữa chứ là thấy thôi mất công quá. Nhà kia là công đọc nhà kia đủ thứ, mà mình không có chuẩn bị trước, mình đã gặp là mất công phí được quỳnh, mất công ta con nhà đại gia mình kêu ra mình gây phiền phức ha. Đó là một số vấn đề mà chúng ta thì bây giờ hôm nay thì trở lại thì chúng ta vẫn tiếp tục học tiếp bài mới ha. Bài cũ thì quý vị tự ôn lại, bài mới thì chúng ta vẫn học tiếp tục. Rồi, thì hôm nay là chúng ta sẽ vào học một nhóm tập sở mới. Trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Samanta Chakravalesu Atragachantu Devata Sathamang Mudirachatsa Sunantu Sagamakkhadang Sawanakalo ayam padanta Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội tăng chúng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bích Hà giác, Nam mô Tham Mà giác, Nam mô Sang Hà giác. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ vào học về cái phần mà tâm sở tịnh hảo, Sopanacetasika. Thì trong phần tâm sở tịnh hảo này nó có tất cả là 25 tâm sở, và nó chia
thành nhiều nhóm. À, bây giờ chúng ta tập đọc cái phần cái nhóm đầu tiên là nhóm tịnh tâm sở tịnh hảo biến hành. À, mời xin Nhật Quỳnh post cái bài lên để cho các Phật tử chúng ta cùng nhau lên đọc cái phần Bali. Thứ nhất để nắm được những cái thể loại tâm sở, thứ hai là chúng ta có được những phước báo về tụng đọc Bali để trong đời sống hiện tại chúng ta sẽ được gặp nhiều cái quả phước và chúng ta sẽ có được kết quả trong tương lai tốt đẹp tương lai. Đọc trước hả? Rồi, vậy xin post lên đi để đọc cho cái gì. So phá lá chê ta xí khá 25 là bành chá quý sắp tí 25 ha, bành chá quý sắp tí 25. À, so phá lá xa tha ra na 19 là ê cu ná quý sắp tí là cái số 19 là ê cu ná quý sắp tí ê cá sắp tha đuý sắp tí tí Iri Chatu Otapang Bancha Alofo Chak Adoso Satta Tatramat Chattata Atta Gajabasatthi Nawa Chittabat Satthi Dasa Gajalahuta Eka dasa citta lahuta dua dasa kaya mudita te rasa citta muduta jut dasa kaya kaman nyata ban narasa citta kaman nyata so lasa kaya bagun nyata satarasa citta bagun nyata attarasa kayut yukata ekunawi sati citut yukata dati ekunawi sati me cetasika so fanasa tharana nama. À, đó là 19 cái tâm sở tịnh hảo biến hành. À, thì mời quý vị lên đọc phần Bali rồi chúng ta đọc luôn phần tiếng Việt để cho nắm được cái vấn đề ha. Dạ, nó một thầy ạ. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và quý vị có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thaya. Và cảm ơn chị Metta. Dạ, Bình Kinh ơi, Nhật Bình xin có một đề nghị. Dạ, cảm ơn Trần Đạo. Tại vì Nhật Bình thực sự là học Bali thì cũng chập chà chập chờn, không phải là giỏi, cũng không có nghĩa, hiểu hết nghĩa của cái từ Bali. Rồi học cái diệu pháp á, thì cũng không có hiểu hết cái lời của cái diệu pháp, những cái tâm. Thì Nhục Quỳnh thấy nếu mà bây giờ mình đọc Bali riêng, cái này Nhục Quỳnh cũng có hỏi ý kiến vài vị Phật tử rung rung. Thì mấy vị này cũng đồng ý Nhục Quỳnh, Nhục Quỳnh cũng suy nghĩ lắm. Tại vì ai thì không biết, nhưng mà Nhục Quỳnh cầm mic
thì có thể nếu đạo tràng và huynh có vui lòng thì không sao, mà nếu không thì sẽ nói Nhật Quỳnh quá nhiều chuyện. Nhưng mà đây là Nhật Quỳnh suy nghĩ kỹ rồi, tại vì cũng mình học thì phải có lợi ích cho mình, và cái đề nghị của mình thì Nhật Quỳnh nghĩ là cũng lợi ích cho mọi người. Nên Nhật Quỳnh đề nghị với huynh là thay vì bây giờ mình post cái phần Bali riêng, đọc riêng, xong rồi mình post cái đoạn tiếng Việt đọc riêng, thì Nhật Quỳnh thấy khó nhớ quá. Dạ khó nhớ quá, bây giờ mà biểu Nhật Quỳnh đọc 100 lần cái bài này thì Nhật Quỳnh không nhớ nổi. Thành ra Nhật Quỳnh muốn đề nghị với huynh bây giờ mình sẽ kẻ vào, ví dụ cái mà dễ nhớ nhất cho Nhật Quỳnh, ví dụ như bây giờ mình đọc chích tá thì mình đọc tiếng Việt là tâm, thì có thể là cái bài học nó sẽ ăn sâu vào cái đầu của Phật tử. Tại vì cái lớp này là lớp ghi dự pháp, không phải là lớp Bali. Nên ý kiến của Nhật Quỳnh như vậy. Và đạo tràng, quý vị có đồng ý với Nhật Quỳnh không? Và huynh kinh có đồng ý hay không? Dạ, kính mời đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Và cái lời đề nghị của Nhật Quỳnh thôi. Còn nếu huynh và đạo tràng không đồng ý thì Nhật Quỳnh vẫn làm, vẫn học. Nhưng mà Nhật Quỳnh thấy nó khó vô cái đầu quá. Rồi, kính mời đạo tràng ạ. xa thứ cái này cũng tùy theo vấn đề thôi. Mình nếu mình thích thì mình sửa lại, sửa lại mình đề cái tiếng Việt rồi cái tiếng Bali rồi tiếng Việt giống như lúc đầu học vậy đó. Tại vì lúc sau này chúng ta đổi là cái cách này để cho quý vị chuyên về Bali hơn, tức là mình đọc vô Bali, mình đọc chuyên Bali hết thì xong mình đọc qua phần tiếng Việt rồi mình dò lại thôi. Tại vì thấy lớp này cũng là nhiều người học Bali nhiều, là cũng biết khá nhiều. Bây giờ nếu mà mình muốn sửa thì cũng dễ lắm. Nhưng mà giờ lỡ bài cái boss tùm lum rồi cái phần bài kia không biết xin Nhật Quỳnh có không? Phần bài kia chúng tôi có nhưng mà không có đây. Không biết xin Nhật Quỳnh có phần bài kia không? Không có thì đâu có được đâu. Thì mất công sửa lâu lắm, mất thì giờ. Thì giờ tạm thời bữa nay mình đọc này đi. Bữa nay mình đọc Bali xong rồi đọc phần tiếng Việt. Vậy đi rồi thì tới tôi gửi cái bài kia, cái bài của Bali là gì đó, để cho quý vị đọc cho hai ngôn ngữ để mình so sánh cho nó dễ hơn. Rồi vậy ha, bây giờ hôm nay mình đọc cho đi chứ giờ ngồi sửa là tụt lưng tụt la nữa mất công lắm. Rồi sao đâu. Dạ đúng rồi, lần tới chứ giờ ngồi sửa lại mất giờ lộn lắm. Dạ, sa thu, kính cảm ơn Minh Kinh và Đạo Tràng đã đối với lời đề nghị của Nhật Quỳnh thì đã đồng ý, rất là tri ân. Và bây giờ Nguyên Như có trước máy không? Nguyên Như có thể tiên phong đọc bài không Nguyên Như? Dạ, rồi chị Meta, rồi Trần Đạo. Dạ, quý vị nào có thể tiên phong đọc bài, đưa bàn tay lên thì Nhật Quỳnh post bài ra quý vị đọc. Còn nếu quý vị chưa sẵn sàng, cảm ơn chị Meta. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, Meta kính chào Huynh Kinh. Dạ, kính chào toàn thể quý vị trong đạo tràng. Dạ, dầu đúng dầu sai gì Meta cũng cố gắng đọc. So phá ná chê tá si cá banh chá quy sá tí sắp bá ná xà tha rá nà ê cu ná quy sá tí ê cá sá tha đuý sá tí tí hí rí chá tú ốt tắp bằng banh chá ô lô phô chá á đô
sát tá tá đá mắt chát tá tà át thá ca giá bát sát thí ná quá chích tá bát sát thí đá xá ca giá lá hú tà. Ê ca đá xá chích tá lá hú tà đoà đá xá ca giá mú đú tà tê rá xá chích tá mú đú tà chút đá xá ca giá căm mình nhá tà ban ná rá xá chích tá căm mình nhá tà xô lá xá ca giá ba gần nhá tà sát tá rá xá chích tá ba gần nhá tà át thà rá xá ca yút chú cá tà ê cú na quy xá tí chích tú chú cá tà chà tí ê cú na quy xá tí mê chê tá xí cà sô phá ná xà thà ra ná. Dạ xin đọc lại sô phá ná xà thà ra na na má tâm sở tịnh hảo có 25, tâm sở tịnh hảo biến hành có 19. Tính một tính hai niệm ba tạm bốn quý năm vô tham sáu vô sân bảy hành xả tám tịnh thân chín tịnh tâm khinh thân 11 khinh tâm 12 nhu thân 13 nhu tâm 14 thích thân 15 thích tâm 16 thuần thân 17 thuần tâm 18 chánh thân 19 chánh tâm 19 tâm sở này được gọi là tâm sở tịnh hảo biến hành. Dạ như mà ta đã học xong ạ. Có gì sai thì xin huynh kinh sửa. Dạ xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Nam mô Bích Thầy. Dạ, dạ Nhục Bình thấy hình như đạo tràng đang bận nên là không thấy ai đưa tay. Dạ, cảm ơn chị Meta. Nhục Bình xin được đọc trước và Nhục Bình xin phép là Nhục Bình đọc, Nhục Bình không có bớt bài ra. Lý do tại vì Bali khó quá, nếu mà bớt bài ra nữa phần tâm đọc không được. Dạ, kính mong Bình Kinh cũng như đạo tràng quan hỷ cho Nhục Bình ạ. So Phanache Tassika 25 bạn cha quỳ sát tí à sô phan na sa tha ra na ê cù na quỳ sát tí ê cá sát tha đi sát tí tí hi ri cha tu ô tắp bằng bạn cha a lô phô cha a đồ sô sát tá tát ra mắt chát ta ta át thá cà gia bát sát thi na quá chít tắp bát sát thi
đa sa cà gia la khục tà ê cà đa sa chít tà la khục tà đò đa sa cà gia mu đục tà tề ra sa chít tà mu đục tà chuốt đa sa cà gia cà gia cầm mạnh nhát tà bàn na ra sa chít ta cầm man nha ta sơ ra sa ca ya ba gùn nha ta sát ta ra sa chít ta gùn nha ta át tha ra sa ca gùn nha ta ê cúc ma quỳ sát tí chít tuất chúc ca ta cha ti ê cựu na quỳ sát ti mê chê ta si ca sơ khoát na sa tha ra na na mát 25 sở tâm sở tịnh hảo có 25 a tâm sở tịnh hảo biến hành có 19 một tính hai niệm ba tàm bốn quý năm vô tham sáu vô sân bảy hành xả tám tịnh thân chín tịnh tâm mười khinh thân mười một khinh tâm mười hai nhu thân mười ba nhu tâm mười bốn thức thân mười lăm thức tâm mười sáu thuần thân mười bảy thuần tâm mười tám chánh thân mười chín chánh tâm mười chín tâm sở này được gọi là tâm sở tịnh hảo biến hành. Nam mô Bích Thai. Dạ dạ, Nhật Quỳnh đọc có sai thì nhờ Quỳnh sửa giùm. Dạ, kính mời đạo tràng, quý vị có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên, Nhật Quỳnh sẽ bớt bài ra. Đạo tràng chúng ta đã nghỉ hết 3 tuần lễ rồi, bây giờ được vào học rất hào hăng, thì kính mời quý vị đưa những bàn tay xinh đẹp của mình lên nè. Nam mô Bích Thai. Dạ. Nam mô Bích Thai. Dạ, dạ, thời gian rất là quý báu. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị ạ. Hạnh Dung ơi, Hạnh Dung đang đi làm phải không? Không cầm bích được phải không? Xích trần đạo. Dạ, trần đạo từ hồi sáng giờ thấy không thấy vào rung. Bây giờ vào rung rồi có cầm bích được không trần đạo? Nguyên Như tụng kinh là cũng chạy ra mất tiêu rồi Nguyên Như. Dạ, quý vị đâu rồi? Đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên đi. Dạ, không thấy. Rồi, mời Nguyên Như nha. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, Nguyên Như xin trả bài ạ. Sô Phá Ná Chê Tá Xí Cá 25 Bành Chá Quỳ Xá Tí A Lớn Sô Phá Ná Xà Thà Rá Nà 19 Ê cù ná quỳ sá tí. Một ê cá sách thà. Hai đuý sá tí. Ba tí hí rí. Bốn chá tú ốc tắp bằng. Năm bành chá á lô phồ. Sáu chá á đồ sồ. Bảy sách tá tá trá mắt chắc tá tà. Tám ách tha cà giá pá sát thí. Chín ná quá chít tá pá sát thí. Mười đá sá cà giá lá hú tà. Mười một ê cà đá sá chít
ta la hú ta. 12. Đoà đá xá. Cà giá mú đú ta. 13. Tê rá xá. Chích ta mú đú ta. 14. Chút đá xá. Cà giá cầm mành nhá ta. 15. Bành ná rá xá. Chích ta cầm mành nhá ta. 16. Sô lá xá. Cà giá bà quần nhá. 7. Sát ta xá. Chích ta bà quần nhá ta. 18. Át thà rá xá. Cà dút chút cá ta. 19. Ê cú ná quỳ xá tí. Chích tút chút cá ta. Chà tí ê cú ná quỳ xá tí mề. Chê tá xí cà. Sô phá ná xà thà rá nà. Nà má. Tâm sở tịnh hảo có 25. A lớn. Tâm sở tịnh hảo biến hành có 19. 1. Tính. 2. Niệm. 3. Tàm. 4. Quý. 5. Vô tham. 6. Vô sân. 7. Hành xả. 8. Tịnh thân. 9. Tịnh tâm. 10. Khinh thân. 11. Khinh tâm. 12. Nhu thân. 13. Nhu tâm. 14. Thích thân. 15. Thích tâm. 16. Thuần thân. 17. Thuần tâm. 18. Chánh thân. 19. Chánh tâm. 19 tâm sở này được gọi là tâm sở tịnh hảo biến hành. Dạ, Nguyên Như xin nhường mic cho vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá, Nam Mô Thông Ma Giá, Nam Mô Sơ Khai Giá. Kính đảnh, kính chào Nguyên Kinh. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Trần Đạo xin trả bài ạ. Sô Pá Ná Chết Chê Tá Xí Cá 25 Bành Chá Phí Sá Tí A Lớn Sô Pá Ná Sa Thà Ra Nà 19 Ê Cù Ná Ví Sá Tí 1 Ê Cá Sát Tha 2 Đùy Sá Tí 3 Tí Hí Rí 4 Chá Tú Ốc Tấp Bằng 5 Bành Chá Á Lô Khô 6 Chá A Đồ Sồ 7 Sát Tá Tá Trá Mát Chá Tát Mát Chá Tát Tá Trá Mát Chá Tá Tà 8 Át Thá Cà Giá Bát Sát Thí 9 Ná Quá Chích Tá Bát Sát Thí 10. Đá xá Cà giá lá hú tà 11. Ê cà đá xá Chích tá lá hú tà 12. Đòa đà xá Cà giá mú đú tà 13. Tề ra xá Chích tá mú đú tà 14. Chút đá xá Cà giá cầm mành nhá tà 15. Bành nhá ra xá Chích tá cầm mành nhá tà 16. Sô lá xá Cà giá bà gùn nhá tà 17. Sắp tá ra xá Chích tá bà gùn nhá tà 18. Át thà ra xá Cà dút
Dung Kata. 19. E Kuna Visati Chittuk Chukata Chati E Kuna Visati Me Che Ta Sika Sopana Sata Rana Nama. Tâm sở tịnh hảo có 25. A lớn tâm sở tịnh hảo biến hành có 19. Thứ nhất là tính, thứ hai là niệm, thứ ba là tàm, thứ bốn là quý, thứ năm là vô tham, thứ sáu là vô sân, thứ bảy là hành xả, thứ tám là tịnh thân, thứ chín là tịnh tâm, thứ mười là khinh thân, thứ 11 là khinh tâm, thứ 12 là nhu thân, 13 là nhu tâm, 14 là thích thân, 15 là thích tâm, 16 là thuần thân, 17 là thuần tâm, 18 là chánh thân, 19 là chánh tâm. 19 tâm sở này được gọi là tâm sở tịnh hảo biến hành. Dạ, con đã trả bài xong, xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nguyên Như xin kính hỏi thầy Vinh ở chỗ là cái số 5 á, thầy kinh là Banh Chá, rồi số 15 á, Nguyên Như thấy là Banh Ná Rá Xá, thì cái chữ là PAN có dấu ngã ở trên không thầy kinh? Cả hai đều có dấu ngã không hay là đều mất dấu ngã hết? Dạ thưa thầy. Dạ, Nguyên Như xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Quỳnh kinh đưa làm sao Nhật Quỳnh làm vậy à, nên không có thấy kỹ. Cảm ơn. Có dấu nặng hay có dấu ngã Quỳnh? Dạ, nếu cái link của Quỳnh đưa qua mà không có dấu thì giờ Quỳnh muốn cho dấu nặng hay dấu ngã? Dạ, đặng Nhật Quỳnh lấy bài ra, lấy dấu bỏ vô, chứ phải cho Nhật Quỳnh có một chút xíu thời gian, chứ mà nói thẳng nói liền thì làm Nhật Quỳnh không kịp. Thấy như cái câu số 17 sách tá ra xá chích tá bà quần nhá tà, thì hai cái chữ này nó có hai dấu ngã, mà cái 15 đó thì Nhật Quỳnh thấy không có dấu ngã, mà không biết nó là dấu ngã hay dấu nặng. Và Quỳnh có thể cầm mic nói cho rõ để Nhật Quỳnh có thể đi kiếm dấu để Nhật Quỳnh để vô. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nguyên Như này cũng thắc mắc ghê. Thắc mắc ghê lắm. Bởi vì thì cái chữ Pali mà có cái sách thì ghi là có hai dấu ngã, có sách thì ghi có hai dấu chấm. Bây giờ mình không biết cái ghi nào cho nó hay, chắc ghi dấu ngã rồi hay là dấu chấm tùy sao cũng được. Vậy thì cái này mình chỉ là đọc Pali thôi, chứ mình không phải là nghiên cứu về văn phạm của nó. Giờ theo đúng cái tự điển Pali chúng ta có là thì nó ghi hai dấu chấm, còn một số sách thì nó ghi hai dấu ngã thì ra không biết sao. Thì giờ muốn ghi nào ghi tùy sức Nhật Bình nó thích, thấy cái nào vui vui nhìn vui vui mắt. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thammay, Nam mô Sanghay. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, cô tu nữ tuệ duyên. Kính chào thầy kinh và kính chào toàn thể đạo tràng.
Dạ con xin phép được đọc bài ngày hôm nay. So phá ná chê tá xí cá phần cha quỳ xá tí so phá ná xà thà ra nà ê cù ná quỳ xá tí ê cá xá thà túy xá tí tí hí rí chá tú ót thấp bằng phần cha a lô phô chá a đô sô xá tá tá chá mắt chá tá tà Atta yaya patsati nawa citta patsati dasa yaya lahu yaya lahuta eka dasa citta lahuta dua dasa yaya muduta te rasa citta muduta Kuddasa kaya kammanyata Pannarasa citta kammanyata Solafa kaya pagunyata Sattarasa citta pagunya Attarasa kayu jukata ê cú na quỳ sa tí chít tu chú khá ta chà tí ê cú na quỳ sa tí mê chê ta xích ca lô phá nhá tha sa tha lô sô phá nhá sa tha ra na na má tâm sở tịnh hảo có 25. A lớn tâm sở tịnh hảo biến hành có 19. 1. Tính 2. Niệm 3. Tàm 4. Quý 5. Vô tham 6. Vô sân 7. Hành xả 8. Tịnh thân 9. Tịnh tâm 10. Khinh thân 11. Khinh tâm 12. Nhu thân 13. Nhu tâm 14. Thích thân 15. Thích tâm 16. Thuần thân 17. Thuần tâm 18. Chánh thân 19. Chánh tâm 19. Tâm sở này được gọi là tâm sở tịnh hảo biến hành. Dạ con đã đọc bài xong mà, giờ nếu có sai xin thầy sửa cho con. Dạ con cũng xin phép thầy. Dạ con thật sự là con là tâm minh hạnh cho nên con mới xin đổi một cái nick mới là Hạnh Dung vậy. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mất. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Răng Khai. Tôi còn Châu Nguyễn ạ, con xin kính lễ cô tu nữ Tự Duyên. Con kính chào thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. So phá ná chê tá xí cá 25 Pan chất quỳ sá tí So phá ná sát thà ra ná Sattharana 19 Ekunawisati 1. Eka Sattha 2. Dwi Sati 3. Tí Hiri 4. Chatu Ottappang 5. Bancha Alofo 6. Cha Adoso 7. Sattha Tatramat Chat Tata 8. Atha Kayapasati 9. Nawa Chittapasati 10. Dasa Kayalahuta 11. Ekadasa Chittalahuta 12. Dwadasa Kayamuduta 13. Terasa Chittamuduta 14.
chút đá xá ca giá cầm man nhá ta 15 bàn nhá ra xá chít ta cầm man nhá ta 16 sô lá xá ca giá pa gùn nhá ta 17 sát ta ra xá chít ta ba gùn nhá ta 18 áp thà ra xá ca yút chú ca ta 19 ê cún na quỳ xá tí chít tút chú ca ta chà tí ê cún na quỳ xá tí mê chê ta xí ca sập sô phá nã xà thà ra nà nà má tâm sở tịnh hảo có 25, tâm sở tịnh hảo biến hành có 19, 1 tính, 2 niệm, 3 tạm, 4 quý, 5 vô tham, 6 vô sân, 7 hành xả, 8 tịnh thân, 9 tịnh tâm, 10 khinh thân, 11 khinh tâm, 12 nhu thân, 13 nhu tâm, 14 thích thân, 15 thích tâm, 16 thuận thân, 17 thuận tâm, 18 chánh thân, 19 chánh tâm. 19 tâm sở này được gọi là tâm sở tịnh hảo biến hành. Dạ thưa đã đọc xong mà, con có đọc sai con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con kính nhân mít lại cho đạo tràng ạ. À. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nam Mô Tham Ma Dạ. Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Thế Đức Thầy Kinh Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Và kính chào tất cả quý Phật tử. Dạ, thì xin đọc bài sô phân ná chê tê sê cá hành lầm bành chắc quỳ sơ tí sô phân ná xà tha tê tà 19 ê cù ná quỳ sơ tí 1 ê cá sá tha 2 bê sá tí 3 tí như thế 4 cha tu ấp tấp bằng 5 bành chá alo phô 6 chá alo sô 7 sát tá tát cá mát cha tá tà 8 át thá ca giá át sát thí 9 na hoa chít ta bát sát thí 10 đa sát ca giá la hút ta 11 ê ca đắt sát chít ta la hút ta 12 đoạ bát sát ca giá mú đu ta 13 tê rát sát chít ta mú đu ta 14 chút đa sát ca giá cầm mình nhá tà 15 bành nhá cát sát chít tắc cầm mình nhá tà 16 đô lát sát sô lát sát ca giá pa gôn nhá tà 17 sát ta cát sát chít tắc chít tắc bà gồn nhá tà 18 át thà tắc sát
Ayuchukata 19 Ekunakwisati Chituchukata Chati Ekunakwisati Meche Meche Tasika Sofanasatharana Namat Tâm sở tình hảo có 25. À, tâm sở tình hảo biến hành có 19. 1. Tính 2. Niệm 3. Tạm 4. Quý 5. Vô tham 6. Vô sân 7. Hành xả 8. Tình thân 9. Tình tâm 10. Khinh thân 11. Khinh tâm 12. Nhu thân 13. Nhu tâm 14. Thích thân 15. Thích tâm 16. Thuần thân 17. Thuần tâm 18. Chánh thân 19. Chánh tâm 19. Tâm sở này được gọi là tâm sở tình hảo biến hành. Dạ, thầy Nhân đã đọc xong. Thầy Nhân xin xứng đức. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú, sa thú. Kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, cảm ơn cô Tệ Duyên. Cảm ơn cho Nguyễn, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, theo như Nhật Quỳnh thấy thì chắc trong đạo tràng không còn vị nào cầm mít nữa. Dạ, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh Huynh Kinh vào bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, một lần nữa kính thỉnh Huynh ạ. Yeah, Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma á, Nam mô Sa Kha á. Nghe rõ ha? Ok. Rồi, giờ bắt đầu chúng ta đi vào bài học chính thức hôm nay. Chúng ta học về tâm sở tịnh hảo. So Phanache Tassika. Xin được ghi cái tựa chính là So Phanache Tassika. Tâm sở tịnh hảo. Hebrew rồi. Xin dịch bệnh đâu? Có chữ tâm sở tình hảo. Sofana che tasika. Hồi nãy đã mới đọc xong thì không? Sofana che tasika. Rồi, mình nói xuống là xuống ha, ghi tiếp ha. Copy không được hả? Không kẹt hay sao? So pha na che ta sẽ khá gì cha ta gì đặt lại đó như đưa đúng rồi đó. So pha na che ta sẽ khá. Rồi giờ xuống dòng chữ so pha na ghi cái chữ so pha na là hai chấm. So pha na là chói sáng rực rỡ tịnh hảo, ý nghĩa của chữ so pha na nghĩa là chói sáng rực rỡ tịnh hảo. Sofana là chói sáng rực rỡ tịnh hảo. Thì khi chúng ta học cái phần này là học về tâm sở được dùng cái từ là tịnh hảo. Sofana che ta khá thì nó có những ý nghĩa như là chói sáng rực rỡ tịnh hảo. Và cái chữ tịnh á, mình ghi chữ tịnh ra tiếng Hán á, chữ tịnh là sạch, tinh nguyên, thanh tịnh. Thì là những ý nghĩa của chữ tịnh. Tịnh là sạch, là sạch sẽ đó, sạch, tinh nguyên, thanh tịnh.
thành thành sạch sẽ rồi cũng được. Rồi hảo, hảo hai chấm, hảo hai chấm là tốt, lành, đẹp, hay, giỏi, khéo, đúng. À, đó là ý nghĩa của cái chữ hảo à. Tốt mà, lành, đẹp, hay, giỏi, khéo, đúng. Tốt, lành, đẹp, hay, giỏi, khéo, đúng là những ý nghĩa để nói là cái chữ hảo đó. À, tức là những ý nghĩa này nó đều diễn cho tả lên cái một cái trạng thái tốt đẹp, tinh sạch, tinh nguyên, một cách tốt, lành, đẹp đẽ, hay, giỏi, khéo, đúng ha. Rồi bây giờ tâm sở tịnh hảo là hai chấm, thì mình gom lại hết mình mới định nghĩa rõ ràng là tâm sở tịnh hảo là hai chấm xuống dòng, gạch vào dòng ra, những trạng thái tốt, những trạng thái tốt, đẹp, trong lành, đúng đắn. Những trạng thái tốt, đẹp, trong lành, đúng đắn. Rồi, đúng rồi. Rồi, xuống đánh cái hòa thị cái nữa. Đánh hòa thị rồi dòng tiếp. Có liên hệ đến ba nhân thiện, có liên hệ đến ba nhân thiện, mở ngoặc kép, vô tham, vô sân, vô si, đóng ngoặc kép lại. Có liên hệ đến ba nhân thiện, vô tham, vô sân, vô si. Rồi, đúng rồi. Rồi, xuống dòng đánh tiếp cái hòa thị nữa. Để nói về tâm sở tình hảo. Đánh tiếp cái hòa thị nữa. Khi chúng có mặt thì các tâm, tâm sở bất thiện biến mất. Khi chúng có mặt thì các tâm, phải cái tâm sở bất thiện biến mất. À, đó là nói rõ ràng từng chi tiết về cái tâm sở tình hảo ha. Tức là chúng ta biết là khi nói đến những cái tâm sở tình hảo này á, nó phải là những cái loại tâm chói sáng, những cái loại tâm rực rỡ, những cái loại tâm tinh nguyên, thanh tịnh, tốt đẹp, hay, khéo, giỏi, đúng, hoặc là những cái trạng thái tốt đẹp, trong lành, đúng đắn. À, vì nó có liên hệ đến ba nhân vô tham, vô sân và vô si. À, và cho nên vì vậy khi xuất hiện chúng có mặt thì tất cả những cái thể loại tâm và tâm sở bất thiện nó đều biến mất và không có mặt. À, cho nên chúng ta phải học cái phần tâm sở tình hảo này, chúng ta phải nhấn mạnh, phải biết rõ những cái tâm sở mà chúng ta sắp học ở đây đó, nó thuộc về những cái loại tâm chói sáng, những cái loại tâm tốt đẹp, những cái loại tâm hay, khéo, giỏi, đúng, lành, đẹp, vân vân. À, một cách rõ ràng. À, có nắm được cái ý nghĩa tình hảo như vậy, về sau chúng ta học chúng ta sẽ không bị lầm lẫn giữa cái thiện và cái bất thiện. À, nó có những cái quan trọng cho đó, bởi vì nếu chúng ta không phân biệt rõ về thiện, về bất thiện thì chúng ta khó mà tu tập tiến hóa được. À, đó là cái chúng ta muốn nhấn mạnh để chúng ta nắm được cái chữ mà tình hảo nó như thế nào. Rồi, đó là cái vấn đề định nghĩa nó như vậy ha. Rồi xuống dòng là ý nghĩa tịnh hảo có năm. Ý nghĩa tịnh hảo có năm. Có năm. Một, không bệnh. Một, không bệnh hoạn. Một, không bệnh. Hai là tốt đẹp.
khôn khéo. Ba là khôn khéo. Bốn là không tội lỗi. Năm có quả an vui. Năm có quả an vui. À, tức là năm cái ý nghĩa này để nói lên cái tính chất của cái tâm tình hạ, tập sở tình hảo. Tức là một cái loại tập sở là không có bệnh hoạn, tức là nó nghịch lại những cái tâm tâm bất thiện, là những cái tâm bệnh, những cái tâm gieo những cái nhân xấu để đưa đến quả khổ. Và những cái tâm sở tình hảo này có ý nghĩa là không bệnh, tức là tâm được tốt đẹp lành mạnh ha. À, thứ hai là nó tốt đẹp, tức là nó được trong sáng, nó được tốt đẹp, nó được tinh là tinh tế. À, và nghĩa thứ ba đó là khôn khéo, tức là có giống như là có một cái sự hiểu biết, có cái trí tuệ. À, là khôn khéo và nó có sự khéo léo đó. Và số bốn là không tội lỗi, tức là nó không có dính về những vấn đề liên hệ về tội lỗi, về những ác pháp. Và chính vì như vậy nghĩa là có quả cho an vui, tức là nó có kết quả được an, được hạnh phúc. Thì như vậy đó là ý nghĩa của những cái tâm sở mang cái tính chất tình hảo. À, đó là chúng ta học năm nghĩa nó như vậy rồi. Tâm sở tình hảo, chúng ta học tiếp là tâm sở tình hảo có 25, chia làm 4 nhóm. Tâm sở tình hảo có 25, những dòng chia làm 4 nhóm. Làm chia làm 4 nhóm. Dòng A lớn. A lớn là tâm sở tịnh hảo biến hành. Hai chấm có 19. Tâm sở tịnh hảo biến hành. Hai chấm có 19. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu học vào cái phần tâm sở tịnh hảo biến hành. Tức là tập sở tình hảo có 25, nhưng mà giờ mình học được nó chia là 4 nhóm. Giờ nhóm đầu là nhóm A là tâm sở tình hảo biến hành, có 19 tâm sở. Thì giờ chúng ta tuần tự học cho đến hết 19 tâm sở này là chúng ta mới qua nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 ha. Rồi trong cái 19 tâm sở tình hảo biến hành này nó có 19 đó. Nhưng như chúng ta nãy giờ mình đã đọc rồi đó. Tính niệm tạm quý vô tham sân hành xã tịnh thân tịnh tâm chân thân chân tâm vô thân vô tâm thích thân 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 tâm ta chính thân chân tâm ai gái ha. Đó là 19 cái tâm sở tình hảo mà mình học là phải thật là nắm phải thật chắc đó, chúng ta mới đắc ý cho tâm mình hướng theo cái thiện pháp được. Rồi số 1 là tính sắc tha. Tính và tâm sở tính đó. Một sở tính là sắc tha. Chữ sắc tha này nó căn từ chữ xem là tốt đẹp, cộng căn chữ đa là thiết lập, đặt lên, để trên. Là cái từ chữ như vậy. Tức là xem là tốt đẹp, thiết lập, đặt lên, để trên. Đặt lên hoặc để trên hay là có chỗ dịch đặt xuống, để xuống. Là để những cái tâm sở này lên một cái trạng thái tốt đẹp. Rồi xuống dòng mình ghi chữ tính hai chấm. Rồi mình đi sâu vô vấn đề ha. Đi sâu vô phần định nghĩa đó. Tính hai chấm. Tính hòa thị đầu dòng ha. Tính hòa thị đầu dòng. Lòng tin, đức tin, sự tin tưởng. Lòng tin, đức tin, sự tin tưởng. Rồi, xuống dòng đánh tiếp, lại dòng tiếp. Đặt tâm trên đối tượng một cách đúng đắn, chân chánh.
À, tức là giống như cái định nghĩa nãy ha, đặt tâm trên đối tượng một cách đúng đắn, chân chánh. Tâm trên đối tượng cái đúng đắn chân chánh, đúng rồi. Rồi xuống đánh qua thì tiếp, trong sạch hóa, trong sạch hóa tâm tâm sở, trong sạch hóa tâm tâm sở. Rồi dòng tánh tiếp và thị tiếp, nghi hoặc bị tiêu trừ, nghi hoặc bị tiêu trừ. Rồi tánh là dòng tiếp, chánh tính. Tánh là dòng tiếp nhưng mà chánh tính. Rồi xuống dòng đánh tiếp cho nó ngay qua thị nữa là diệt tà tính, diệt tà tính. Diệt tà tính đó là những cái vấn đề được đưa ra để nói về cái sắc tha này ha, là nói về sắc tha định nghĩa một cách chung chung là nó về lòng tin, là về đức tin, hoặc là một cái sự tin tưởng về một cái vấn đề gì đó, một đối tượng nào đó. À, thì được gọi là tính. À, hoặc là đặt cái tâm mình trên một cái đối tượng nào đó. À, chẳng hạn như mình đặt tâm trên Đức Phật chẳng hạn, thì chúng ta đặt cái tâm mình, một cái niềm tin trên một cái đối tượng như Đức Phật một cách đúng đắn, một cách chân chánh. Ngay cả mình đặt trên của Đức Phật mà mình không đúng đắn, không chân chánh, tức là mình có một cái sự mê tín trong đó, thì nó cũng không gọi là tính. À, cho nên đây là đặt tâm trên đối tượng một cách đúng đắn, chân chánh. À, thì được gọi là tính. Rồi cái tính này nó có cái đặc biệt là nó làm trong sạch hóa tâm và những tâm sở mà đồng sanh chung với nó. À, nó làm trong sạch hóa, nó giống như ông vua ông có cái hộp ngọc, ông bỏ xuống nước cái nước cái ngọc nó làm cho nước được trong sạch này. Thì đó là cái tính trong sạch hóa tâm tâm sở. Rồi cái tính này nó còn có công năng là nó diệt trừ, nó tiêu trừ cái nghi hoặc. À, hãy còn nghi ngờ thì chưa có tính, mà hãy tính đúng đắn thì nó sẽ diệt trừ được cái sự nghi hoặc, cái sự nghi ngờ của mình. À, thì như vậy nghi hoặc bị tiêu trừ. À, và như vậy tính ở đây phải nói là gọi là chánh tính. À, tức là tin tưởng một cách đúng đắn gọi là chánh tính, bởi vì tâm sở tính này cái nó thuộc về tâm sở tịnh hảo, vậy chúng ta vừa học nãy không. À, cho nên nó là tịnh hảo thì chúng ta phải nói là nó thuộc về chân chánh. À, chân chánh thì như vậy tính lại được gọi là chánh tính. Và nó diệt tà tính, tức là khi chánh tính xuất hiện thì tà tính bị tiêu diệt. À, tức là khi mình có được một cái niềm tin chân chánh thì cái những cái mê tín, những cái tà tính chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Rồi, đó là ý nghĩa nó như vậy. Rồi, để rõ hơn chúng ta đi xuống viết tiếp. Tính có hai, tính có hai loại, hai chấm. Tính có hai loại, hai chấm. Một là tà tính, đây cái chữ Bali đó luôn này. Một là tà tính, tức là Mitcha Sattha, tà tính. Tà tính, à Mitcha Sattha, tà tính đây nghĩa là mình tin sai, tin vào những cái điều mà không thật, mê tín, buồn tín, tà kiến, vân vân đó, thì người tin sai, tin vào những điều không thật, những cái điều mà mình mê tín như vậy. Rồi thì giờ mình nói về cuồng tín, thì giờ mình đánh qua thị là dòng tà tín thì nó có thứ nhất là gì, cuồng tín nè, cuồng tín hai chấm.
lòng tin, là đặt niềm tin vào đối tượng một cách thiên nặng, cực đoan, tà kiến nặng, thì kỷ luật cuồng tín. Là đặt niềm tin vào đối tượng một cách thiên nặng, tức là thiên về bên đó, thiên nặng về bên, cực đoan, tà kiến nặng. Đặt niềm tin vào đối tượng một cách thiên nặng, cực đoan, tà kiến nặng. Thiên nặng, cực đoan, thiếu với cực đoan, tà kiến nặng, cực đoan, tà kiến nặng. À, thì như vậy cái đó được gọi là cuồng tín, tức là một người mà có cái niềm tin một cuồng đó, thì người ta không còn biết gì nữa, người ta chỉ đập nặng vào vấn đề đó, là mặc dù thì dù cái đó có sai có gì nữa, họ cũng dứt khoát là họ tin vào cái đó, họ nặng nề, họ tin vào đó, và tà kiến họ cách nặng nề, mặc dù những cái điều họ tin là không đem đến lợi ích cho chúng sanh, không đem đến lợi ích cho nhân loại, đem đến sự đau khổ, đem đến sự chết chóc, nhưng mà họ vẫn tin, nó được gọi là cuồng tín. Rồi xuống dòng mê tín, xuống dòng mình ghi số 2 là mê tín, chữ B, A là cuồng tín, B là mê tín. B đi, tại nếu số 2 là nó lộn với cái tà tính nãy, tại vì cái tà tính nó có hai là cuồng tính là A và mê tính là B. À, thì A với B nó đúng ha. Rồi, mê tính gặp là dòng. Tin vào các vấn đề vô căn cứ. Mê tính là tin vào các vấn đề vô căn cứ. Rồi, tiếp tục là gặp đầu dòng. Tin có linh hồn trường cửu bất biến. Tin có linh hồn trường cửu bất biến. Trường cũ, thêm hai chữ u, nó hai chữ u nha, có chữ u ngã, cũ. Tin có linh hồn trường cũ bất biến, chứ bất biết, bất biến không có biến, và trường cũ bất biến. Trường cũ bất biến. Rồi xuống dòng gạch là dòng tiếp. Tin có đấng sáng tạo chủ. Tin có đấng sáng tạo chủ. Tin có đấng sáng tạo chủ. Đấng sáng tạo chủ. Sáng tạo chứ không phải sáng tạo. Rồi. Rồi xuống dòng gạch vào dòng cái. Tin có thần linh ban phúc giáng họa. Tin có thần linh ban phúc giáng họa. Tin có thần linh ban phúc giáng họa. Rồi, xuống dòng tiếp. Tin vào các lễ nghi cúng tế đốt giấy tiền vàng bạc gửi xuống âm phủ. Tin vào các lễ nghi cúng tế đốt giấy tiền vàng bạc gửi xuống âm phủ.
đốt giấy tiền vàng bạc xe hơi nhà lầu gì đó lùm lum tà la gửi xuống âm phủ là được ha, là tin vào những nghi lễ của. Rồi, sao nó ngưng rồi. Rồi, xuống dòng gạch đạo dòng. Tin vào lối tu sai lạc như là khổ hạnh, tu hạnh bò, chó, hạnh khỏa thân, vân vân. Tin vào các lối tu sai lạc như khổ hạnh, tu hạnh bò, chó, hạnh khỏa thân, chấm chấm chấm. Rồi, tiếp theo, tin do nghe đồn có Phật, thần, linh ứng, tin do nghe đồn có Phật, phải cái thần, chấm chấm chấm, linh ứng. Đó, đúng rồi, những cái thành những cái vấn đề được đưa ra để mà nói cho chúng ta biết là nó thuộc được rơi vào trong cái trường hợp là mê, là không hiểu biết và u tối, mình mê muội, mình không có sáng suốt, mình tin vào thì được gọi là mê tín, tức là tin vào những vấn đề vô căn cứ, tức là không có căn cứ, không có một cái gì mà căn bản để mà nói là tin vào những cái điều đó, chẳng hạn như là tin và do thấy cái này cái kia nọ là mình cho nó lại như vậy, cho nó lại như thế kia, mình tin vào những cái điều mà vô căn cứ như vậy, hoặc là ăn này uống kia thì sẽ được này được kia, thì mình tin vào những vấn đề nó không có căn cứ, và mình tin vào những cái vấn đề như là cho rằng mỗi một con người thì có một cái linh hồn trường cũ bất biến, có linh hồn là có một số người ta cho rằng con người thì có linh hồn trường cũ, con thú thì có giác hồn, nên đặt ra đủ thứ vấn đề đó để người ta nói vấn đề đó, thì mình tin vô cho đó, mình tin cho con người có một linh hồn trường cũ như vậy, tức là không thể nào chết, và khi chết là chỉ cái xác nó chết thôi, cái hồn nó xuất ra, nó đi về với thượng đế hay là ai mà tội thì đi xuống một cái mà luyện tội, sau thời gian hết tội thì bay về cõi trời lại về với thượng đế, thì họ tin là có một linh hồn như vậy, mà họ không biết nói nghe có nói mà mình tin vậy thôi, chứ mình cũng không thấy, không biết, không hiểu, không có nhận chân được vấn đề đó mà mình tin. Đấy, thì như vậy là mê tín, tin có một linh hồn trường cửu bất biến như vậy. Rồi chúng ta lại tin có một đấng sáng tạo chủ, nhiều người tin có một cái vị Đức Chúa Trời hay là một vị mà trời tối cao tạo nên vũ trụ vạn vật muôn loài này, họ tin như vậy. Khi này bạn những cái vấn đề này Đức Phật cũng đã có giải giảng trong cái trường bộ kinh kinh khởi thế nhân bổn, vì con này rất là hấp dẫn, tức là họ tin là có một cái đấng sáng tạo chủ sanh ra vũ trụ vạn vật muôn loài, đấng sáng tạo chủ này là không chết, là bất diệt. Thì nhỏ tin vào đó, mặc dù cũng chưa bao giờ thấy ông Sực đứng sáng tạo chủ là ai, cũng tin. Rồi cũng tin vào cái thần linh ban phúc giáng họa, tin là không phải do nhân quả mà do thần linh ban phúc, nếu mình được thần linh ban phúc, mình được hạnh phúc, nghĩa là giàu sang hạnh phúc đủ thứ chuyện thì do thần linh ban, còn bị giáng họa, bị tai họa ập tới này cũng do thần linh giáng họa, cho nên phát sinh ra những buổi lễ cầu này cầu kia cầu nọ đủ thứ, thì cũng từ cái mê tín về vấn đề này. Rồi tin vào những lễ nghi cúng kiến này kia nọ, đốt chí tiền vàng bạc ngày mùng 1, 15 đủ thứ vân vân, rồi đốt dây tiền vàng bạc, rồi xe hơi nhà lầu
dòng vàng đủ thứ, đủ gửi xuống âm phủ cho người thân mình chết dưới âm phủ được hưởng. Không hiểu tại sao họ lại tin vào vấn đề này, sao mà không nghĩ rằng bà con thân thuộc mình được sanh làm người, sanh cõi trời mà lại sao mà sanh xuống âm phủ. Cái này thấy cũng ghê thiệt, mà thấy tự nhiên mình cứ cho ông bà cha mẹ mình đi xuống anh địa ngục hết trơn mình chết. Cho nên về mê tín tin vào đó mà tốn tiền tốn bạc đủ thứ, rồi tin vào những cái lối tu sai lầm, những cái lối tu sai lạc như tu khổ hạnh, chịu khổ hạnh, chịu này kia, đánh đập khổ sở, rồi phơi nắng phơi sương, chịu khổ cực, nhịn ăn nhịn uống, thì họ nghĩ là như vậy là sẽ được giải thoát. Hoặc là người tu hạnh con bò, hạnh chó, rồi hạnh quả thân, họ tin những người tu như vậy sẽ được giải tội, được sanh về cõi phạm thiên vân vân. Rồi họ tin vào những cái lời đồn, do nghe đồn, nghe đồn này cũng nhiều, nghe đồn chỗ là này có Phật này linh lắm, chỗ này có thần này linh lắm vân vân. Họ tin vào những điều đó, tới họ cúng kiến, họ cầu xin đủ thứ, thì tất cả đều phát xuất do từ cái mê tín. Và do như vậy cái mê tín này á, nó không phải là tâm sở tính. Bởi vì tâm sở tính chúng ta học đây á, cái sự tính này á, nó thuộc về tịnh hảo. Còn những cái mê tín này nó không phải là tâm sở tính. Cho nên nó mình cũng nói tinh tinh, nhưng mà thực sự cái đó là chỉ là ngôn từ, nhưng mà nó khác hoàn toàn, mà khác nghịch nghĩa hoàn toàn ha. Thì cái tính này nó thuộc về tà kiến, mà tâm sở tà kiến thuộc trong cái những cái tâm sở bất thiện, chứ không phải là tâm sở tính. Thì đó là vấn đề chúng ta vừa phân biệt để nắm được rõ ràng về như thế nào là cuồng tính, là mê tính, tà tính. Rồi, tiếp theo số 2 là chánh tính. Bắt đầu mình học vô cái chánh tính. Chánh tính, sammasattha. Chánh tính là sammasattha. Quý vị luôn. Chánh tính, sammasattha là tin đúng, tin vào những điều thật có, tin đúng, tin vào những điều thật có thì được gọi là chánh tính. Tin đúng, tin vào những điều thật có đúng, tin vào những điều thật có. Chẳng hạn như là tin nghiệp, ghi tin nghiệp nè, tin quả, tin vào tư nghiệp của mỗi cá nhân, tin vào sự giác ngộ của Đức Thế Tôn. Là cái mình đều bốn vấn đề này trước để chúng ta thấy cái sự tin đúng đắn. Tin vào nghiệp nè, tin vào quả nè, tin vào tư nghiệp, tức là nghiệp riêng của mỗi người đó, tin vào tư nghiệp, tin vào sự giác ngộ của Đức Phật thì được gọi là chánh tính. Tin nghiệp, tin vào quả, tin tư nghiệp. Tư nghiệp, tư là riêng tư, tư nghiệp. Tin vào sự giác ngộ của Đức Phật. Thì những điều này là những điều đúng đắn, những cái điều thật có. Bởi vì tin vào nghiệp, tức là mỗi một chúng sanh đều có cái nghiệp riêng của mình. Mỗi chúng sanh đều có nghiệp, là đều phải có, là hành động, là sự tạo tác. Hãy có gieo nhân thì đương nhiên phải có quả. Thì rồi mình tin nghiệp, tin quả, tức là tin nhân, tin quả. Rồi tin vào cái tư nghiệp, tức là nghiệp riêng của mỗi một người, của mỗi một cá nhân làm ra, tự tạo ra cái nghiệp, thì phải gánh vác những nghiệp đó. Thì mình tin tưởng chắc chắn điều đó là đúng sự thật. Rồi tin vào sự giác ngộ của Đức Phật. Đức Phật là một bậc đại giác, đại ngộ, một bậc đã là hoàn toàn là trong sáng, hoàn toàn chấm dứt tất cả mọi kiết sử phiền não. Và Ngài là một Đấng Thế Tôn, Ngài là một vị chúa tể của trời và người. Mình tin tưởng vào sự giác ngộ đó, qua cái sự học hỏi, hiểu biết, mình tin tưởng vào điều đó. Thì như vậy chúng ta tin đúng, tin vào những điều thật có.
là như vậy. Rồi xuống dòng ha. Tính có hai, tính có hai mở ngoặc phân theo người, đóng ngoặc. Tính có hai mở ngoặc phân theo người. Phân theo người, phân theo người, người phân theo người, đúng rồi, đúng rồi. Một phàm tính, một phàm tính, hai chấm, một phàm tính, niềm tin chưa vững chắc vẫn có thể thay đổi, niềm tin chưa vững chắc vẫn có thể thay đổi, nằm trong hai loại tính trên, tức là tà tính và chánh tính đó. Niềm tin chưa vững chắc vẫn có thể thay đổi, nằm trong hai loại tính trên. Niềm tin chưa vững chắc vẫn có thể thay đổi, vẫn có thể thay đổi, à, tức là phàm tính, niềm tin chưa vững chắc vẫn có thể thay đổi, tức là chúng ta học có hai loại là tà tính và chánh tính đó, thì hai cái này nó nằm trên cái phần này, nằm trong trên, à, tức là bậc người phạm mình đó, như mình đó, cái niềm tin mình đó, mình tin, mình có tin vào Phật, vào Pháp, vào Tăng đi nữa, nhưng mà cái niềm tin mình cũng chưa gọi là vững chắc, chưa gọi là kiên cố được, à, nó vẫn có thể thay đổi, à, chứ không phải không, à, nếu mà chúng ta có gặp một biến cố gì hoặc sanh qua một kiếp nào khác mà gặp những cái tà kiến, những cái giáo phái tà kiến khác, mình vẫn có thể bị thay đổi như thường, à, cho nên niềm tin mình chưa có vững chắc, à, vẫn có thể bị lai chuyển, bị chuyển hóa, à, cho nên chúng ta làm phước làm thiện, chúng ta phải cố nguyện, nguyện sao cho kiếp nào sanh ra mình chưa giác ngộ được, chưa giải thoát được, mình vẫn có được một cái chánh tính đúng đắn, để không thôi chúng ta rơi vào trong cái tà tính thì chúng ta khổ sở, mình tạo nhiều cái ác nghiệp là khủng khiếp lắm, à, cho nên chúng ta phải biết là mình là phàm, à, cho nên cái niềm tin của mình là rớt nào cũng hay đó, à, nó giống như cái cây trái mà treo trên trên cành, gió thổi mạnh là rớt ha. Đó là phàm tính, à, cho nên phải cẩn thận trong vấn đề này, à, đừng để tâm mình nó bị lai chuyển ha. Rồi số 2 là thánh tính, à, cái này mới là quan trọng, là thánh tính. Số 2 là thánh tính, tức là niềm tin vững chắc không thể thay đổi, niềm tin vững chắc không thể thay đổi. Tức là cái niềm tin này là của một bậc thánh, à, bậc thánh Tu Đà Vân trở lên, thì lúc đó là bằng đối với bậc thánh Tu Đà Vân, Tu Đà Hàm, Ma La Hán, thì niềm tin vững chắc không bao giờ thay đổi, à, sanh dù thí dụ như bậc Tu Đà Vân, Tu Đà Hàm, Ma La Hán vẫn còn luân hồi, vẫn còn sanh lại, nhưng mà cái niềm tin họ không bao giờ có bị lay động, không bao giờ có sự mà rơi rớt như phàm tục phàm tính mình. Cho nên thánh tính là một người, một vị có niềm tin vững chắc như núi Thái Sơn, thì như vậy được gọi là thánh tính. Rồi cái dòng mình đánh cái hoa thị bự nghe cái đầu dòng ha. Đánh hoa thị bự nghe đầu dòng ghi là thật và không thật, thật và không thật. Yeah. À, chị với ta đưa tay rồi, ok. Dạ, thưa thầy, cho con hỏi là số 1 là tàm tính hay là phạm tính gì đó. Thầy đọc lại con nghe không có được rõ. Phạm. Dạ, cảm ơn.
Một là phàm, phàm phàm nhân á, phàm tính. Hai là thánh tính. À, phàm tính hay là thánh tính. Đó chưa? Rồi, ok ha. Rồi, bây giờ mình đánh qua thị đầu dòng. Bự là qua đây, cái bông bự là thấy không? Thật và không thật. Đúng rồi, cho Nguyễn đưa, đúng rồi đó. Một, phàm tính. Thật, rồi, đánh tới tiếp theo là đánh cái bông bự ha. Cho cái bông bự giấc ra. Thật và không thật. Dòng gặp vào dòng cái điều không thật tin là có thật. Điều không thật tin là có thật bằng và tính. Điều không tin là có thật gặp chú bằng cái tà tính. Gì lắm lắm vậy? Điều không thật tin là có thật. Cái gì? Ghi lại, ghi lại, ghi lại, ghi chặt ra. Điều không thật tin là có thật bằng tà tính. Điều không thật, bỏ chữ là đi, chữ là chứ. Điều không thật, đọc rối lên. Điều không thật, những cái điều mà không có thật, tin là có thật, à, thì được gọi là tà tính. Sửa lại lần nữa, rõ ràng đấy. Điều không thật, tin là có thật, bằng tà tính, đúng rồi. Cho Nguyễn giúp người ta phụ. Rồi, điều thật có, điều thật có, cho là không có. Điều thật có, cho là không có, cũng bằng tà tính luôn. Điều thật có, cho là không có, bằng tà tính. Rồi, đó tức là hai cái vấn đề mà nói thật và không thật. Tức là những có những cái điều mà nó không có thật mà mình tin nó là có thật. Chẳng hạn như mình nói là con người khi chết đi linh hồn là xuất ra rồi này kia nọ vân vân về cái cõi trời nữa thứ, đó là những cái điều không có thật mà mình tin nó là có thật. Hoặc là chết rồi 49 ngày cái linh hồn giấc dưỡng 49 ngày chờ tái sanh, là những điều không có thật mà tin, ta tin vào gì đó thì đó là tà tính. Rồi những điều thật có là lại cho là không có. Những cái điều có thật cho không thật. Chẳng hạn như là vô thường, đời sống là vô thường, là không có thật, là thay đổi, là biến diệt, không có thật, không có gì trường cũ bất biến, không có linh hồn gì mà đều thật có mà họ cho là không có. Hoặc là khi chết phải bị luân hồi, bị sanh tử luân lưu trong 31 cõi là thật có, họ cho là không có, thì họ tin vào những cái điều đó, cho nên đó cũng gọi là tà tính. Và chúng ta phải nắm rõ những cái vấn đề này để mình hiểu được như thế nào tính. Bởi vì cái chữ tính thì nó khó hiểu lắm, vậy coi vậy chứ nó rất là khó. Bởi vì mình không khó khéo là mình cứ tin tà bậy tà bạ, mình tin rơi vô tròn toàn là tà tính không ha, là mình tưởng là mình chánh tính. Chẳng hạn như giờ mình đi chùa, mình tin là ta lên tới chùa là đảnh lễ Phật, cầu lễ Phật,
đảnh lễ Phật để mà được Phật ban phước, Phật sẽ giải tội được, cái mình tin vào điều đó là lại là không thật, mình tin cái điều đó điều không thật, mà điều không thật là tà tính chứ không phải chánh tính, ngay cả mình đảnh lễ Phật mình cầu xin cũng vậy, nó cũng đều là tà tính hết chứ không phải là chánh tính. Cho nên và khi tà tính thì nó liên hệ với tà kiến, mà tà kiến rồi thì nó sẽ kéo tùm lum dây mơ rễ má, nó làm tùm lum đó là mình tạo những cái điều mà bây giờ là sai, càng sai càng ngày nó càng trầm trọng hơn không. Cho nên những cái điều mà không thật mà mình tin là có thật thì mình rơi vào tà tính, còn những điều thật mình không tin, mình cho là không có thì cũng là tà tính luôn. Rồi bây giờ nắm được không ạ? À? Alo, nắm được không? Cho xin một cái bông để rồi ha, ok ha, rồi dễ ở ha, chỉ có gì đó ha. Rồi tính là pháp tịnh hảo, tính là pháp tịnh hảo. Tính là pháp tịnh hảo. Rồi dòng ha, đồng sanh trong các tâm tịnh hảo như hai chấm, đồng sanh trong các tâm tịnh hảo như gặp tờ dòng cái, gặp tờ dòng cái trong tâm thiện giới tình hảo, trong tâm thiện dục giới tình hảo, hai chấm, trong tâm thiện dục giới tình hảo. Học rồi biết không, nói tới đây là biết rồi không, trong tâm thiện với tình hảo hai chấm, làm các thiện sự, làm các thiện sự ly trí hoặc hợp trí đều có tính, làm các thiện sự ly trí hoặc hợp trí đều có tính. Bảy cái, làm các thiện sự ly trí hoặc hợp trí đều có tính. Chánh tính khởi đầu trong thiện pháp, chánh tính khởi đầu trong thiện pháp. Tức là khi mà cái tâm sở tính này nó sanh lên thì nó đồng sanh trong những cái tâm thiện những cái tình hảo, thì nó làm những cái việc thiện sự công đức, mặc dầu là thiếu trí tuệ hay là có trí tuệ nó cũng đều là tính, đó là gọi là chánh tính, là khởi đầu trong thiện pháp là như vậy. Rồi gạch đầu dòng tiếp, cái bông tiếp ha, trong tâm quả thiện dục giới tình hảo, trong tâm quả thiện dục giới tình hảo hai chấm, làm công tác tục sinh của người nhị nhân tam nhân, trong quả tâm quả thiện giới tình hảo, làm công tác tục sinh của người nhị nhân tam nhân. Bảy, tính trợ lực cho trong sạch hóa các tâm tâm sở đồng sanh, tính trợ lực cho trong sạch hóa các tâm tâm sở đồng sanh. Tính
trợ lực cho tâm, tâm sở, tâm sở trong sạch hóa, tính trợ lực cho trong sạch hóa các tâm, tâm sở đồng sanh. Thiếu rồi, ghi thiếu rồi. Tính trợ lực cho trong sạch hóa các tâm, tâm sở đồng sanh. Đúng rồi. Đó, tâm sạch hóa tâm sở đồng sanh. Được chưa? Rồi, tiếp đến gặp đánh đo thị rồi dòng nữa. Trong tâm duy tác dục giới tình hảo. Trong tâm duy tác dục giới tình hảo. Hai chấm. Trong tâm duy tác dục giới tình hảo. Hai chấm. Thánh tính. À, thì lúc tâm duy tác thì không gọi là chánh tính nữa, mà phải gọi là thánh tính. Thì tâm duy tác là tâm của bậc A-la-hán. À, cho nên trong tâm di tác dụng giới tình hảo thì sở tính đó gọi là thánh tính. Được chưa? Rồi xuống dòng. Trong các tâm đáo đại, trong các tâm đáo đại tức là tâm sắc giới, tâm vô sắc giới đó. Trong các tâm đáo đại, hai chấm. Tính trợ cho tâm được chứng đắc các tầng thiên. Tính trợ cho tâm được chứng đắc các tầng thiên. Mở ngoặc, tính lực, đóng ngoặc. Tính trợ cho tâm được chứng đắc các tầng thiên. Chứng đắc các tầng thiên, trong tâm đó đại các tầng thiên. Tính trợ lực, trợ cho tâm chứng đắc các tầng thiên. Mở ngoặc là tính lực, đóng ngoặc lại. Rồi, xuống dòng, gạch đầu dòng. Trong các tâm siêu thế, hai chấm. Trong các tâm siêu thế, hai chấm. Rồi, tính trở nên bất động. À, trong các tâm siêu thế, tính trở nên bất động. Vì đã thấy rõ chân diệu pháp. Tính trở nên bất động vì đã thấy rõ chân diệu pháp. Rồi, đúng rồi không? Tức là ở đây chúng ta đã giải mã về tâm sở tính trong cái được gọi là pháp tình hảo. Tại vì khi mà nó đồng sanh trong tâm thiện, trong tâm thiện dục giới tình hảo đó, thì nó khi mà làm các thiện sự dù có ly lý hợp lý vậy đó, thì lúc đó cũng đều có tính hết. Thì lúc đó chúng ta biết là đó là thuộc về chánh tính, là khởi đầu trong cái thiện pháp. À, khi chúng ta làm một việc thiện gì, nếu chúng ta không có cái niềm tin thì chúng ta không thể làm được. À, có người tin tưởng vào cái việc đó là thiện, là tốt, là lành kia nọ thì mình mới làm. Còn mình nghi ngờ, chẳng hạn như mình làm từ thiện, mình nghi ngờ cái số tiền mình giúp đỡ mình cho người đó, cái nhóm đó sẽ lấy đi làm bậy làm bạ đó, thì mình nghi chắc chắn là mình sẽ không làm. À, cho nên cái tính là cái khởi đầu trong cái thiện pháp. À, nếu chúng ta có trí tuệ nữa thì nó lại càng tốt. Cái tâm thiện của mình là hợp trí thì càng tốt, rất là sáng chói, và nó là dẫn đầu trong cái thiện pháp, giúp cho thiện pháp mình càng lớn mạnh hơn. Thì đó là trong tâm thiện dục giới tình hảo. Rồi giờ trong tâm quả, trong tâm quả thiện dục giới tình hảo là mình học rồi, là tám tâm quả thiện dục giới tình hảo. Thì khi mà cái tâm quả thiện dục giới tình hảo này nó làm công tác của tục sinh, là cho tái sanh lại làm người nhị nhân, người tam nhân. Nếu mà ly trí thì tục sinh là tâm quả ly trí thì là người nhị nhân.
mà hợp trí là người tam nhân, tức là ba nhân vô tham vô sân vô si đó, thì tâm sở tính nó có đồng sanh chung đó, là nó làm một cái phần sự là giống như nó làm trong sạch hóa các tâm tâm sở đó, làm cho những cái tâm sở nó được sáng chói đẹp khi mà được tục sinh. Thì như vậy trong cái tâm quả thiện dục giới tình hảo, tâm sở tính nó là như vậy. Rồi trong tâm duy tác dục giới tình hảo thì đây được gọi là thánh tính chứ không còn là chánh tính nữa. Bởi vì trong tâm duy tác dục giới tình hảo là tâm của một vị A-la-hán, không thể gọi là chánh tính nữa mà phải gọi là tâm của một bậc đại thánh, bậc thánh tột cùng, thì gọi là thánh tính. Rồi trong các tâm đáo đại, tức là những cái tâm thiền, tâm mà đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thuộc về sắc giới. Rồi tâm vô sắc là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ. Thì những cái tâm này tâm sở tính nó cũng đồng sanh chung, nó làm cái phần sự là nó hỗ trợ, nó trợ, nó giúp cho những cái tâm này có một cái niềm tin vững chắc trong khi mà tu tập thiền. Chứ nếu mà mình thiền mà không có cái niềm tin vững chắc á, không có niềm tin tưởng vững thì nghi thì không có nào đắc thiền nữa. Cho nên cái tính này nó trợ cho cái tâm sở nó được chứng đắc thiền, đắc và được các bằng thiền, và như vậy nó được trở thành một gọi là tính lực, một trong ngũ lực, tính tấn niệm định tuệ, thì gọi là tính lực. Thì trong tâm đạo đại sở tính rất là quan trọng, giúp cho hỗ trợ cho chứng đắc được những cái tầng thiền như vậy. Rồi trong các tâm siêu thế, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì tâm sở tính đồng sanh chung lúc đó. Thì tâm sở tính đó thì nó không còn như bình thường nữa, mà nó trở nên là bất động luôn, mà không còn có lai chuyển, không còn bị bất cứ cái gì mà làm cho mất cái niềm tin được. Và khi một người đã chứng đắc được cái tâm siêu thế rồi, những vị đó là trở nên bất động, không còn bị rớt lại như phàm tính như mình. Bởi sao? Bởi vì những vị này đã thấy rõ, đã nhận chân ra được tất cả các pháp hữu vi, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Các vị thấy như chân như thật, thấy bằng cái trí tuệ chứ không phải mình do nghe, mình chỉ nghe đồn, mình chỉ nghe, mình suy diễn hoặc là mình suy tư, mình chưa có gì vững chắc. Còn bậc thánh trong cái tâm siêu thế thì họ đã chứng đắc, họ thấy như chân như thật, chứ không phải là chỉ mà suy tư như mình. Cho nên cái tính của những vị đó nó trở nên là giống như là vững chắc, không thể mà lai chuyển được. Còn mình thì nhiều khi gió thổi cái bèo cái ngã theo luôn. Giống như giờ đưa vô kêu đưa ở như phố biển hay là như đưa dựng 100 triệu đô, 100.000 đô rồi nó kêu đi theo, nó dám theo lắm, dám bỏ theo. Rồi đó là những cái cách mà để mà chúng ta đi cái sâu cái tâm sở tính vào trong từng cái loại những loại tâm tình hảo, để ta nắm rõ đề nó như vậy. Đó là rất là đặc biệt, rất là xa thú trong cái tâm sở tính này. Mà nếu chúng ta không hiểu rõ nó, chúng ta rớt qua cái bà tính rất là dễ, rớt qua mình không biết luôn. Ngay cả mình là nói mình Phật tử, nhiều khi những cái lúc mà tà tính nó sanh khởi thì mình cũng không biết, mình tưởng là cũng chánh tính. Như vậy là cần phải nắm cho rõ cái vấn đề này ha. Như vậy chúng ta học này, tính là những pháp tình hảo là như vậy. Rồi tiếp theo là 10 điều không nên tin. 10 điều không nên tin. Mình tính là bây giờ những điều không nên tin Đức Phật dạy cho là những dân xứ, những người mà Kalama đó. 10 điều không nên tin, mình ghi ra luôn để mình nắm cái vấn đề luôn. 10 điều không nên tin. 1. Vì nghe theo truyền thuyết. Vì nghe theo truyền thuyết. Hai, vì theo truyền thống. Vì theo truyền thống. Ba, vì nghe người nói.
vì nghe người nói. Bốn, vì kinh điển truyền tụng. Bốn, vì kinh điển truyền tụng. Năm, vì nhân lý luận siêu hình. Vì nhân lý luận siêu hình. Sáu, vì đúng theo lập trường. Vì đúng theo lập trường. Bảy, vì đánh giá hời hợt những dữ kiện. Vì đánh giá hời hợt những dữ kiện. Bảy là vì đánh giá hời hợt những dữ kiện. Bảy á. Đâu rồi, ngủ rồi. Té. Đỡ đi, ai đỡ đi không té. Vì đánh giá hời hợt những dữ kiện. Rồi, cho Nguyễn bắt rồi nè. Rồi, số 8. Vì phù hợp với định kiến. Vì phù hợp với định kiến. Tám là vì phù hợp với định kiến. Rồi, số 9. Vì phát xuất từ nơi có uy quyền. Vì phát xuất từ nơi có uy quyền. Rồi, số 10. Vì vị Sa môn là bậc đạo sư của mình. Vị Sa môn là bậc đạo sư của mình. À, là 10 cái điều trong kinh Kalama Đức Phật dạy là không nên tin, tức là những cái điều mà chớ có tin, đừng có tin, bởi vì mình nghe theo truyền thuyết, truyền thuyết truyền tụng lại như thế này thế kia thế nọ vân, mình chỉ nghe vậy mà mình tin theo đó thì điều đó không nên tin, chớ nên vội tin những điều đó, hoặc là vì theo truyền thống, truyền thống cha ông để lại những vấn đề này vấn đề kia đạo này đạo kia vấn mình phải tin theo, thì khoan tin chớ vội tin, rồi hoặc là mình nghe người ta nói, nghe người này người kia nói vậy ha, đó, cái đạo này nó vậy hay lắm đủ thứ ha, nghe nói mình tin, hoặc là vì ngay cả kinh điển truyền tụng cũng chớ vội tin, ngay cả những kinh điển mình đọc rồi khoan tin đã, khoan vội tin suy xét cho kỹ. Hoặc là những nhân, do những nhân mà lý luận về những vấn đề siêu hình, những vấn đề mà mắt thường không thấy được, những vấn đề siêu hình, mình thấy nó cao siêu, nó gì đó trừu tượng,
tin theo, không nên tin. Hoặc là vì đúng theo những lập trường, đó là lập trường của mình là thích vậy, mình theo trường phái đó, theo cái lập trường đó, mình tin theo điều đó. Những lập trường khác mình bác bỏ thì không được, không nên tin theo đúng theo lập trường. Hoặc là vì đánh giá hời hợt những cái dữ kiện, đánh giá hời hợt, đánh giá một cách thô sơ, một cách sơ sài, tin theo đó, như vậy không được, không nên tin như vậy. Hoặc là phù hợp với cái định kiến của mình, cái định kiến của mình, một cái kiến chấp của mình sai lầm, mình nhưng mà nó hợp với mình tin. Hoặc là xuất phát từ những cái nơi mà có quy quyền, những nơi có quyền lực, mà từ chỗ đó mình tin theo. Hoặc là ngay cả một vị sa môn, một vị đạo sư của mình tin vào những gì đạo sư của mình thì cũng không nên, không nên tin, không nên dối giả tin. Chứ chúng ta biết là ở đây là 10 cái điều này là mình khoan tin, không nên vội tin. Hãy biết người ta những cái điều này như vậy rồi mình từ cái chỗ đó mình suy xét. Khi nào mình tự mình thấy những cái điều đó, mình biết rõ những cái, hoặc là những cái điều nào đó, những cái điều nào mà những cái nó là bất thiện, nó là có tội, nó là sai, nó bị những người trí thức, những người bậc trí người ta chỉ trích các pháp, những cái điều như vậy đó, thì theo những cái điều này đó, nó sẽ đem đến những cái sự khổ đau, những cái sự mà bất hạnh cho chúng sanh, thì chúng ta phải từ bỏ, không nên tin. Tức là căn cứ vào thiện và bất thiện để mình tin hay không nên tin, chứ không phải là căn cứ vào 10 cái điều trên. Cho nên thể những cái điều nào mà mình suy xét mình thấy nó là bất thiện, nó là xấu xa, nó là bệnh hoạn, nó là tội lỗi, và khi mình thực hiện những việc đó, mình tin vào những cái điều đó, mình làm theo những điều đó, đó thì bị những bậc trí người ta chỉ trích, người ta phê phán là mình mê tín, mình tà bại, hoặc là mình thực hiện theo những cái pháp này, mình chấp nhận những pháp này nó sẽ đưa đến những sự đau khổ, thì chúng ta phải từ bỏ, không nên tin. Còn những cái pháp nào mà là tốt đẹp, là trong sáng, là sáng chói, là không có tội lỗi, những pháp nào mà khi mình tin theo những pháp đó, mình hành theo những pháp đó, không bị người đời chỉ trích, không bị đau khổ, và nó là các pháp mà nếu mà mình làm theo được những điều đó, đó thì nó đem đến sự hạnh phúc, sự an lạc trong cái đời sống hiện tại, thì lúc đó chúng ta hãy đến, hãy tin tưởng và hãy an trú tu tập theo pháp đó. Thì như vậy, qua 10 điều như vậy chúng ta chớ có vội tin. Ngay cả chúng ta thấy cái điều thứ 10, ngay cả vị bậc đạo sư của mình cũng khoan dội tin. Cho nên đây cũng là chúng ta phải cẩn thận. Mình nhiều người bị nữa. Tin vô ông đó rồi cái tin vô ông sư này, ông thầy kia ha, đặt hết trọn niềm tin vô, tới hồi bị cái gì đó, thấy ổng bị bể, ổng bị đứt giới, ổng tuột xà rong vậy đó, hay là bất mãn, đâm ra bỏ đạo luôn. Đây là cái vấn đề mà chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Cho nên khoan tin, khoan dội tin, dù ông đó là ông thầy mà ông tổ mà ông nghe đó, mình khoan tin, mình suy xét từ từ, mình coi ổng những pháp hành của ổng mình có đem đến sự lợi ích không, có đem đến sự tốt đẹp cho con người hay không, có đem đến sự an lạc cho mình hay không, hay là đem đến sự đau khổ rồi cho người đời chỉ trích, vân vân, thì chúng ta không nên tin. Và do như vậy, dù có truyền thuyết truyền thống hay ai nói kinh điển gì nữa, chúng ta phải từ từ suy xét, hoặc là những nơi có uy quyền nó đưa ra những này, cái nào chúng ta phải suy xét, không nên tin. Đừng vội tin mà cũng không vội bác bỏ. Mình phải dùng trí tuệ để mình suy xét, căn cứ vào thiện và bất thiện là mình sẽ thấy vấn đề ngay. Những cái điều nào mà tốt đẹp, khi mà thực hiện những điều đó, nó đem đến sự hạnh phúc lâu dài, đem đến sự an lạc và được bậc trí tán thán, thì điều đó chúng ta nên làm, an trú vào. Còn điều nào mà đem đến sự khổ đau, là đem đến sự mà u tối mê muội mê lầm, đem đến cho người trí được khiển trách, thì chúng ta hãy từ bỏ, không nên tin. Đó là 10 điều mà trong kinh Kalama quý vị có thể lật ra để tìm, để mà đọc trọn bộ bài kinh ha, để thấy được cái vấn đề là như vậy. Rồi, đến là phân định giữa chánh tính và tà tính. Phân định giữa chánh tính và tà tính. Giơ tay nè, giơ tay hỏi. Hay chưa? Rồi,
Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ nhà huynh nhà giảng dùng cái câu số 5 vì nhân lý luận siêu hình. Dạ tại vì lúc nãy cái đường truyền của Nhật Quỳnh nó chập chờn, nó té tới té lui té xuôi té ngược nên Nhật Quỳnh nghe không rõ và cũng ghi bài cũng không rõ luôn. Nhà bây giờ thì nhà huynh giảng lại cái câu số 5 vì nhân lý luận siêu hình. Dạ kính mời huynh chỉ giùm ạ. Thì đó té chập chờn không thấy đường là siêu hình đó, chập chờn những gì mà nó cao siêu mình tin vô đó, mình tin vào những điều mà ta lý luận mà cho nó là gì đó là hư không vũ trụ này cái đó bậc đại phạm thiên bậc siêu hình đủ thứ chuyện hay mà mình tin vô những cái điều đó. À, chập chờn té lên té xuống cũng tin vô thì đó là kêu là lý luận siêu hình. Ok chưa? Chứ đừng quên đâu, ok chưa? Có chập chờn có té đâu, té nữa rồi dừng siêu hình tiếp. Đâu mất rồi. Té tiếp rồi. Rồi, thôi rồi, xong. Tiếp cả siêu hình tiếp đúng rồi, vô lại ha nghe ha, ok ha, viết tiếp được không, tiếp được ha. Tiếp theo phân định giữa chánh tính và tà tính, phân định giữa chánh tính và tà tính. À, tức là mình sẽ có vấn đề phân định ra giữa chánh tính và tà tính ha. A nhỏ, trí và si, trí và si. Si C với suy, C mê, trí và C. Rồi, B nhỏ, nương vào các căn thiện và bất thiện. Nương vào các căn thiện và bất thiện. Rồi, C nhỏ, nhận xét đối tượng qua sở hành có phù hợp với định tuệ không? Nhận xét đối tượng qua sở hành có phù hợp với định tuệ không? Xét mà chữ X chứ mà chữ S nha. Chữ là chữ X. À, chữ xét, chữ sấm xét à. Rồi, D nhỏ. Lời thuyết giảng có đem đến lợi ích diệt trừ tham sân si không? Lời thuyết giảng có đem đến lợi ích diệt trừ tham sân si không? À, là bốn cái vấn đề mà để mình có thể phân định ra được giữa chánh tính và tà tính. À, thứ nhất là trí và si. Tức là mình khi mình có trí tuệ mình phân định được, mình hiểu được đâu là chánh tính, đâu là tà tính thì lúc đó chúng ta sử dụng bằng trí. Còn mình không phân định được thì lúc đó chúng ta là si mê. À, mình tà tính mình cũng không biết, chánh tính mình cũng không biết luôn, thì là
phân định từ trí và si. Rồi nếu mình phân định theo kiểu nương vào cái căn thiện, căn bất thiện á, để mình xác định được á, thì như nãy chúng ta đã trình bày đó, thì khi nào mà thuộc về thiện, trong lành, tốt đẹp, đem đến sự lợi ích tốt đẹp cho mình, cho người, thì đó là thuộc về chánh tín. Còn cái nào mà đem đến sự đau khổ, sự tai hại cho chúng sanh thì đó là tà tín. Rồi cái thứ ba là mình nhận xét những cái đối tượng, tức là cái người nào đó mình nhận xét qua sở hành của họ, tức là họ cái cách hành sống của họ, cách tu tập của họ, nó có họ nó phù hợp với lại tam giới và cái pháp mà giới định tuệ hay không. Nếu mà hợp đúng với cái giới định tuệ tu họ nói pháp đúng theo những điều đó thì mình tin. Rồi về giới tu phải tu tập gìn giữ giới như thế nào, nào trong sạch thì định là tuệ như thế nào đó, thì mình nghe mình biết được ồ đây là người này đúng, người này nói pháp đúng, thuộc về chánh tín, và nếu không thì thuộc về tà tín. Rồi những người mà bắt lên là thuyết giảng, có những người lên nói thuyết giảng mà cũng nhiều khi cũng lấy trường bộ kinh trung bộ này kia nọ, nhưng mà khi họ lên họ giảng họ gài vô ha, họ mượn cái mượn chánh pháp để mà mình gài tà pháp vô, thì chúng ta phải để ý cẩn thận những cái lời thuyết giảng này có đem đến lợi thật sự không. Nó những cái lời giảng này có diệt trừ được tham sân si không, hay là mượn lời giảng này xong lát kêu mình đóng tiền đóng đồ đủ thứ chuyện đó. Là thuyết giảng đó chúng ta phải cẩn thận mình phải phân định được người chánh, người tà, chánh tính, tà tính, mình phải phân biệt rõ ràng. Thì đó là phân định giữa chánh tính và tà tính. Rồi đó là xong những cái vấn đề mà để chúng ta có cái căn cứ để mình dựa vào đó thấy được vấn đề rõ ràng. Rồi xuống dòng đức tin tam bảo, nói về đức tin tam bảo. Đức tin tam bảo, vấn đề này quan trọng nha. A lớn tin Phật, A lớn tin Phật, hai chấm, có bốn. Có bốn. Một nhỏ là do sắc tướng của Ngài. Một nhỏ là do sắc tướng của Ngài. Hai là do âm thanh của Ngài. Hai là do âm thanh của Ngài. Ba do tâm bình đẳng. Ba là do tâm bình đẳng của Ngài. Rồi, bốn, do nghe pháp của Ngài. Rồi, đó là tin Phật. Khi chúng ta tin vào Đức Phật thì căn cứ đều, tức là dựa vào bốn điều này, tức là do sắc tướng của Ngài. Tức là chúng ta biết là theo cái sách mà Đại Nhân Tướng của thời xưa đó, cái gì? Bà La Môn giáo trước thời Phật là người ta đã có học cái môn này, tức là Đức Phật do mình tin đó là một vị Phật, bởi vì ngày xưa là những vị thánh nhân người ta đã biết được, đã thấy được, gặp những vị Phật và có được 32 đại nhân tướng. Và ra sau này khi gặp Đức Phật Thích Ca thì những Phật trong cái sách đại thánh nhân người ta có nói những vị Bà La Môn ta nhìn là người ta biết, bởi vì tại sao người ta biết là Đức Phật có 32 đại nhân tướng là bởi vì những sự lưu truyền, sự giữ lại, gìn giữ lại của những bậc thánh của những thời xa xưa, vì nó đã thấy được Đức Phật thật sự là Ngài có đầy đủ 32 đại nhân tướng, thành ra được lưu truyền, được giữ lại trong kinh điển của Bà La Môn giáo. Những người vị mà có được 32 đại nhân tướng này đó, vì nếu mà ở tại gia thì gọi là vị chuyển luân,
chuyển luân pháp vương ha, hoàng lý xuất gia là bậc chánh đẳng chánh giác, và những vị có bao hai đại nhân tướng như vậy. Thì khi mà người mà thông thạo được đại nhân tướng hay là thông những đại nhân tướng này thì những vị đó là được gọi là một trong những cái yếu tố được gọi là một vị bà la môn đúng nghĩa, một bà la môn đúng nghĩa, tức là khả ái bảy đời quyết thống thanh tịnh này kia, rồi là những nhà phù là vậy gì đó tụng trì chú thông hiểu về đà này kia vân vân vân, hoặc là bậc có giới hạnh, là bậc có trí tuệ này kia, là những vị bà la môn ngon lành thấy không. Đó là người ta tin vào Đức Phật là đây là một vị Phật, một vị chánh đẳng chánh giác, là do cái sắc tướng ngoài có được 32 tướng tốt. Quý vị có thể coi về 32 tướng tốt này trong như trong trường bộ kinh thì bạn có nói về vấn đề đó. Rồi do âm thanh, thứ hai là do âm thanh, tức là một vị Phật là phải là một mình tin vào Đức Phật mà bởi vì do âm thanh của ngài. Bởi vì chúng ta nên biết một vị Phật là một vị không còn có những cái lời thô ác ngữ, ngài đã hoàn toàn từ bỏ tất cả những lời độc ác, những lời thô ác, những lời lỗi lầm, luôn nói những cái điều mà êm tai dễ thương thông cảm đến người nghe, nói những cái lời tao nhã đẹp ý, vui lòng người, và không hề có những cái lời nói mà đem đến sự khó chịu cho mọi người. Ngày xưa người ta nói, những bậc Phật thì người ta có cái giọng nói giống như con chim mà Karawika, là chim âm là tiếng Tàu Việt là ca lăng trần gia vậy đó. Thì cái trong cái giọng của một vị Phật là được ví như là những loài chim này, bởi vì trong cái tương truyền thì người ta nói là con chim này đó, con chim Karawika này đó, là loại chim nó hót, nó có tiếng hót độc đáo lắm, tiếng hót rất là êm ái, rất là ngọt. Khi mà nó hót lên, quý vị biết là khi mà tiếng chim mà nó hót lên thì tất cả những loài thú nào mà nghe được đều bị mê hết. Nghe tiếng chim nó giống như một giọng hát mà một ca sĩ mà thượng hạng của thế giới thì hát lên là chim nó hót lên tất cả đều mê mẩn. Mê mẩn nó nổi mà những cái chim khác mà nó quên bay, mà cá mà quên loại, mà cọp mà nó đang rượt đuổi những con này mà nó nghe cái tiếng hót mà nó đứng lại. Con này bị rượt như vậy đó mà nghe tiếng chim hót rồi cũng đứng lại, mặc dù cũng sắp bị chết tới nơi mà nghe cái lượng giống như bị đứng hình. Cho nên cái tiếng chim Karawika này là một loại chim rất đặc biệt, và được ví như là cái âm thanh của Đức Thế Tôn. Đó là vấn đề nó như vậy. Và ngoài ra Đức Thế Tôn có 8 đặc điểm như tiếng nói của một vị Phạm Thiên, một vị Đại Phạm Thiên. Một vị Thế Tôn có tiếng nói là lưu loát, nói lưu loát, không hề có vấn đề mà nói bị dấp, bị mờ tiếng mờ chữ, không có, nói rất lưu loát dễ hiểu, dịu ngọt, rõ ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu và vang động. Đó là những ý nghĩa nói về cái tiếng của một vị Phật phải như vậy. Thì nếu không phải như vậy thì không phải là tiếng vị Phật, tức là một tiếng nói lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, rõ ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu và vang động. Chúng ta thấy là lúc Phật thuyết pháp không hề có dùng cái microphone như mình giờ, thuyết mấy ngàn người mà ngồi ở giữa rừng thuyết vẫn nghe hết tất cả. Đó là cái đặc biệt là như vậy. Và cũng là do chúng ta biết người Phật mà do cái phước tu tập tích lũy ba la mật rất là sâu rộng, do những cái sự tích lũy phước ba la mật như vậy đó, thì ngài có được những cái lời nói, những cái ngôn ngữ, những cái âm thanh, những cái sắc tướng rất là tuyệt vời. Nhưng mà biết là như vậy. Rồi do tâm bình đẳng thì với một vị Phật là luôn luôn có một cái tâm bình đẳng, một cái tâm là đại từ đại bi, luôn thương xót tất cả mọi chúng sanh. Đức Phật không hề có một cái sự phân biệt giai cấp nào khác, không có hề có sự phân biệt chủng tộc, phân biệt giai cấp, người nghèo, người hèn, người giàu, người sang, thì Đức Phật vẫn thương yêu, vẫn là
còn ngang hàng với nhau, coi qua bằng nhau hết, không có một cái sự mà phân biệt như vậy. Người mà có một cái duyên lành thì Đức Phật đến là tới độ liền, không có ngần ngại. Dù cái giai cấp đó là giai cấp chiên tà lá, giai cấp mà nô lệ, Đức Phật cũng không màng tới vấn đề đó. Thấy được người này có duyên lành là ngài tới, đi tới để mà tiếp độ. Đó là cái vấn đề như vậy. Và chính như mà chúng ta thấy khi mà Đề Bà Đạt Đa mà lúc ổng sắp chết, là ổng sắp bị đất rút, là ổng mới cảm nhận được ân đức của Đức Phật. Ổng nói với Đức Thế Tôn là Đức Thế Tôn là với kẻ cướp mà sát nhân như Anguillimala đó, bây giờ biết là Anguillimala là tên cướp sát nhân, còn Rahula là con của ngài. Thì hai vấn đề này, hai người này Đức Phật vẫn xem như nhau, giống như là con của ngài thôi, không có phân biệt là Anguillimala là sát nhân, còn Rahula là con, không phân biệt như phàm phu của mình phân biệt tùm lum. Đức Phật đều thương yêu hết, tất cả thương đều ngang bằng nhau. Nói tóm lại chúng ta thấy là với sự bình đẳng như vậy, với hồi xưa Ấn Độ nó có bốn giai cấp, là giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sắc Đế Lị, giai cấp thương chủ thương mua và giai cấp nô lệ. Chuyện đó thì Đức Thế Tôn không hề phân biệt, luôn luôn thương yêu tất cả, luôn luôn đem lại cái niềm tin cho tất cả chúng sanh, thương hết tất cả. Đó là tâm bình đẳng của Đức Phật. Và do như vậy, tất cả mọi người khi thấy như vậy đều đặt niềm trọn niềm vào Đức Thế Tôn. Rồi, cái thứ tư là do nghe pháp của ngài. Tức là khi mà một người mà có duyên lành, khi mà nghe pháp của Đức Ngài, của Đức Phật thuyết, thì khi mà nghe xong đắc được đạo quả. Đắc được đạo quả. Thì khi đắc được đạo quả, thấy rõ được pháp, nếm được cái hương vị giải thoát ngọt ngào như thế nào, thì thường chúng ta đọc kinh thấy là đọc kinh hay có những cái lời tán thán của những vị đó. Khi nghe pháp của Đức Phật là tán thán, là ví như người dừng lại những gì đã ngã đổ, tức là ngã đổ, dừng lại, đứng lên. Ví như là đem ánh sáng vào trong bóng tối để cho người, những ai có mắt thấy sắc. Cũng vậy, pháp của Đức Phật dùng nhiều phương tiện giảng dạy để làm cho người ta chứng ngộ được. Và đó là cái niềm tin đặt nơi Đức Phật qua nghe pháp. Mặc dù ngay cả những người mà chưa có chứng đắc được đạo quả, là cái vấn đề mà về niềm tin cũng đặt mạnh vào trong chúng tôi, là cái sự mà tin vào Đức Phật do nghe pháp. Khi nghe pháp xong mà thấy là quả thật là chỉ có giáo pháp của Đức Thế Tôn mới thật sự là chánh pháp. Và chúng ta, ngay cả chúng ta bây giờ chúng ta học tới, chúng ta sẽ đặt cái niềm tin vào, trọn vẹn vào nơi Đức Thế Tôn một cách tốt đẹp như vậy. Đó là cũng do từ nghe giáo pháp của ngài. Rồi, đó là nói về tam bảo. Thứ nhất là Phật bảo. Rồi thứ hai, B là tinh pháp. Nãy là tinh vật, giờ tới tinh pháp. Tinh pháp dòng một, do nhận định rõ tam tướng, do nhận định rõ tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Rồi, số 2 là bát chánh đạo. Bát chánh đạo. Đó là tin vào cái giáo pháp. Là bởi vì chúng ta khi mà học pháp, nghe pháp thì mình nhận ra được rõ là ba cái tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Do đó mình tin vào cái giáo pháp này nó là một cách tuyệt đối. Và khi chúng ta học tới bát chánh đạo thì mình hiểu được trong cái giáo pháp, trong cái pháp luật
Đức Phật cũng đã từng nói với ông Sư Phát Đá đó, thì trong cái pháp luật nào mà không có cái bát thánh đạo này thì không có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, không có bốn bậc thánh như vậy. Nếu mà không có bát chánh đạo, do như vậy thì chúng ta học, chúng ta hiểu được cái giáo pháp này là do có bát chánh đạo đưa đến những bậc thánh nhân tin vào giáo pháp như vậy. Đó là do B là tinh pháp, rồi C là tinh tăng. C là tinh tăng. Tinh tăng hai chấm. Bốn bậc thánh quả. Bốn bậc thánh quả. Mở ngoặc bốn đôi tám vị. Đóng ngoặc. Bốn đôi tám vị. Tức là bốn tinh và bậc tăng, tăng ở đây tinh và bốn bậc thánh 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 quả đó. Tức là Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đó. Hoặc ta nói là bốn đôi tám vị, tức là bốn đạo bốn quả, tức là thành ra tám, bốn đôi là bốn, mà hai nhân hai là tám, tức là bốn đôi tám vị. Thì như vậy tinh tăng là tinh ở vào bốn bậc thánh quả, bởi vì bốn bậc này là chắc chắn là những vị đã chứng đắc, đã là nhân chân rõ các pháp mà một cách rõ ràng. Chứ không phải là phàm. Phàm thì đôi khi cũng còn lơ tơ mơ thì kia nói ha. Thì như vậy là chúng ta tin và tin chắc chắn vào bốn bậc thánh quả, bốn loại tám vị như vậy. Rồi đó là ba cái vấn đề mà chúng ta thấy là tin Phật, tin pháp và tin tăng được trình bày để chúng ta nắm được ý nghĩa như vậy. Rồi cũng sắp hết rồi nha. Xuống dòng là tứ ý nghĩa, bốn ý nghĩa hai chấm. Bốn ý nghĩa của tính đó, bốn ý nghĩa. Một, trạng thái. Một, trạng thái. Tin tưởng, tin vào Tam Bảo. Tin vào Tam Bảo. Nghiệp báo nhân quả. Tin tưởng, tin vào Tam Bảo. Nghiệp báo nhân quả. Rồi số 2, phận sự. Trong sạch hóa. Phận sự là trong sạch hóa. Làm cho tâm, làm cho tâm đặt để niềm tin vào các điều chân chánh. Làm cho tâm đặt để niềm tin vào các điều chân chánh. Rồi số 3, sự thành tựu. Sự thành tựu và không nhơ bẩn do mê tín. Không nhơ bẩn do mê tín. Rồi số 4, nhân cần thiết. Có những điều đáng tin tưởng. Có những điều đáng tin tưởng. Mở ngoặc. Tam Bảo, nghiệp quả. Mở ngoặc.
đó là bốn cái ý nghĩa về cái tâm sở tính ha. Tức là trạng thái là tin tưởng, tin vào Phật pháp tăng, tin vào nghiệp báo nhân quả một cách chân chánh, thì như vậy được gọi là cái trạng thái của tâm sở tính này được thuộc về chánh tính, thuộc về tịnh hảo. Cho nên đó là chúng ta phải nắm rõ vấn đề này. Còn cái phận sự của nó là làm trong sạch hóa, nó làm cho những cái tâm sở đặt cái niềm tin vào những cái điều chân chánh một cách đúng đắn. Rồi thành tựu của nó là nó không bị những cái pháp mà mê hoặc, những pháp mê tín, những cái pháp sai lầm, những cái pháp không thật có để mà làm cho dơ bẩn, cho nên nó không bị dơ bẩn do mê tín. Mê tín không làm cho nó dơ bẩn. Bởi vì, cho nên chúng ta phải hiểu tâm sở tính ở đây thuộc về chánh tính, cho nên là không hề bị dơ bẩn bởi những cái mê tín mà nó làm. Rồi cái nhân cần thiết đó là phải có những cái điều đáng tin tưởng, những cái điều tốt lành, những điều tốt đẹp đáng tin tưởng, tức là tam bảo, Phật pháp tăng, nghiệp, về quả của nghiệp, về những lý duyên sinh liên hệ vân vân, thì có những cái nguyên nhân cần thiết để cho phát sanh được cái niềm tin đúng đắn. Rồi xuống dòng những điều cần biết, những điều cần biết. Tính có mặt trong các tâm tịnh hảo. Giờ gặp lại dòng ha. Tính có mặt trong các tâm tịnh hảo. Rồi xuống dòng đồng sanh 24 tâm sở tịnh hảo còn lại và 13 tâm sở tợ tha. Đồng sanh 24 tâm sở tịnh hảo còn lại và 13 tâm sở tợ tha. Rồi tiếp theo là hiệp cùng thể tánh thiện và vô ký. Hiệp cùng thể tánh thiện và vô ký. Rồi thuộc giống thiện quả và duy tác, thuộc giống thiện quả và duy tác. Rồi tiếp theo đồng sanh với ba nhân thiện. Rồi tiếp theo là tương hợp với hai thọ hỷ và xả. Tương hợp với hai thọ hỷ và xả. Rồi tương ưng với tứ danh quẩn.
tương ưng với tứ danh quẩn. Mất tiêu rồi, té nữa rồi chắc à. Tương ưng với tứ danh quẩn. Bất tương ưng sắc quẩn. Bất tương ưng sắc quẩn. Ai ghi dùm ghi, ghi Trọng Nguyễn ghi lên luôn cho sau đây. Tương ưng với tứ danh quẩn, bất tương ưng sắc quẩn. Tương ưng với tứ danh quẩn, xuống dòng, bất tương ưng sắc quẩn, ghi từng tự ra cho nó không có lộn. Rồi, như vậy là những điều chúng ta cần phải được biết là tính là có mặt trong các tâm tình hảo. À, tức là tâm sở tính có mặt trong các tâm là thuộc về tâm tình hảo, tức là có nghĩa rằng những cái tâm vô tình hảo là không có nó. À, chúng ta phải biết rõ như vậy, tức là tâm sở tính là không thể có mặt trong những cái tâm vô tình hảo, chứ đừng nói tâm bất thiện hay cả những tâm vô tình hảo là nó đã không có rồi. À, thì như vậy tâm sở tính là có mặt trong các tâm thuộc về tình hảo mà thôi ha, tức là nó thuộc về tốt đẹp, tình hảo, trong sáng, trong lành. Rồi như vậy nó đồng sanh trong 24, đồng sanh với 24 tâm sở tình hảo. À, tức là 25 tâm sở tình hảo mình học á, hồi nãy mình học á, tâm sở tình hảo có 25, thì tâm sở tính là 1, à, cộng 24 tâm sở tình hảo còn lại. À, thì nó đồng sanh chung với 24 tâm sở tình hảo còn lại. Và 13 tâm sở tự tha, tức là 13 tâm sở tự tha ở trên đó, mình học rồi đó. À, thì nó chỉ đồng sanh 24 tình hảo còn lại và 13 tâm sở tự tha thôi, còn những cái tâm sở bất thiện thì nó không có mặt. À, cho nên đó là đồng sanh với 24 tâm sở còn lại và 13 tâm sở tự tha. À, chúng ta nói chung vậy thôi, nói phân thì nó cũng còn tùy theo, tự tha nó cũng tùy theo, có cái nào mà có thì nó có, không có là thôi. À, thì giờ mình phải nên hiểu như vậy. Rồi nó hiệp cùng thể tánh thiện và vô ký. Thì như vậy tâm sở tính nó chỉ hỏi tánh thiện, tánh tốt đẹp và những tánh vô ký. À, vô ký thuộc về những vô ký thiện, vô ký di tác. À, như vậy đó hiệp thể tánh thiện và vô ký. Rồi cái giống, hạt giống nó thuộc về giống thiện, à, giống quả và giống di tác. À, thiện quả và di tác. À, quả là cũng qua thiện và di tác, thuộc về tâm di tác. Rồi đồng sanh với ba nhân thiện, à, vô tham, vô sân, vô si, là tâm sở tính luôn luôn đồng sanh qua những thiện như vậy, là vô tham, vô sân, vô si. À, nếu mà ly trí đồng sanh trong tâm hợp ly trí thì nó có hai nhân, vô tham, vô sân. Còn nếu hợp trí thì ba nhân, vô tham, vô sân, vô si. À, thì như vậy tâm sở tính sẽ đồng sanh với ba nhân. Rồi tương ưng với hai thọ là hỷ và xả. Thì tâm sở tính nó có mặt trong những cái tâm tình hảo. À, tâm sở tính này không thể có trong những cái cảm thọ như thọ ưu, thọ khổ, à, mà nó chỉ có trong hỷ và xả. À, tâm thọ hỷ, thọ xả thuộc về tình hảo, và nó tương ưng với tứ danh quẩn, là thuộc về thọ tưởng hành thức. À, tính thuộc về tâm sở tính, thuộc về danh quẩn, và nó bất tương ưng với sắc quẩn. Thì như vậy chúng ta đã học xong cái tâm sở tính. À, một cách rõ ràng, chi tiết mạch lạc ha. Bởi vì học tới cái những phần tâm sở của tình hảo này, chúng ta học rất là cẩn thận. À, học từng tâm sở một. À, những tâm sở tính này phải nắm cho thật kỹ lưỡng ha quý vị, nhớ đọc bài blog cho nó tốt đẹp nhiều lần ha. À, khó quá. Mai có cái niềm tin thôi, chúng ta học khác mà mình sẽ đặt niềm tin nó trật lất, đặt ngay cái như là tin vô thầy tổ, tin vô gì đó mà thôi bể ra cái mình bất mãn, nên là mình mất luôn cái con đường đạo của mình luôn. Thì cho nên phải cẩn thận trong vấn đề này. À, đó là tâm sở tính. Và tuần tới chúng ta học qua một cái tâm sở cực kỳ khó nữa, là tâm sở niệm. À, tâm sở niệm này hay cái việc nghe nói niệm, nhưng mà học vô thấy là mình mới thấy là người hiểu cái chữ niệm như thế nào. À, hôm nay là chúng ta đã hoàn tất xong buổi học, trở lại buổi học đầu tiên về sở tính, một trong những tâm sở tình hảo biến hành, tức là những tâm sở tình hảo luôn có mặt trong tất cả những tâm tình hảo thì gọi là biến hành. Rồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Tam Ma Ni Phật, Nam Mô Sang Ca Phật. Do phước báo mà chúng ta học bị phát lại nguyện cho chúng ta luôn có được một
màu sắc đẹp, có trí tuệ, sự đồng điện giả cảm thấy bọn Bụt Thầy đó. Dạ sa thú lành thai. Nhục Bình xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân huynh kinh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ Nhục Bình cũng xin sám hối với đạo tràng. Nhục Bình té riết, Nhục Bình tối tăm mặt mày luôn, té hai cái máy luôn. Dạ do cái máy Nhục Bình đưa lên Facebook cho mọi người vào học mà nó té là nó té một lượt hai cái luôn, nên là nhảy bên này nhảy bên kia tùm lum tà la, nên có rất là nhiều điều phân tâm. Và có gì thì kính mong đạo tràng hãy hoan hỷ. Tại Nhục Bình thấy là Nhục Bình đưa bài của Vinh Kinh lên Facebook đó, à, vừa rồi là chỉ ôn bài của Vinh thôi mà cũng rất là nhiều Phật tử, nhiều người vào nghe, nên Nhục Bình có té thì cũng phải cố gắng đứng lên. Dạ đứng lên chạy tới chạy lui, chạy qua bên này mai này, chạy qua bên mấy kia, để hai bên đều được hoàn tất. Một là một bên gõ chữ và một bên là đưa lên Facebook. Dạ Nhục Bình thấy rất là hoan hỷ khi thời gian của Vinh, mặc dù nghe lại cũng rất là nhiều người nghe, nên Nhục Bình phải cố gắng. Dạ do sự cố gắng này, Nhục Bình xin chia phước đến tất cả trong đạo tràng, mong rằng phước này trợ duyên quý vị học di diệu pháp được mau tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Dạ đường truyền của Nhục Bình hôm nào nay là bị hoài chị Meta. Dạ bị hoài, hồi nãy Nhục Bình cũng thấy Nguyên Như cũng té đùng đùng. Dạ coi như là rất là bị nhiều, nhưng mà thôi cố gắng. Dạ được tới đâu thì hay tới đó. Dạ nên là thôi đủ duyên nhất ngày hôm nay thì cũng là tốt lắm rồi. Dạ nên Nhục Bình hơi mệt. Dạ Trần Đạo có trước máy không? Trần Đạo có trước máy không Trần Đạo? Vậy thôi, không có Trần Đạo trước máy thôi, Nhục Bình làm việc luôn. Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ kính mời Trần Đạo sám hối sau khi thính pháp, sau đó cung thỉnh Vinh Kinh. Chúc tại vì hôm nay Ngài Trí Đức đi vắng rồi, dạ không có vào đạo tràng. Dạ mời Trần Đạo. Dạ Trần Đạo xin sám hối trước khi sau khi nghe pháp ạ. Uttamang ye na vang de hang ba da phang sum varuttamang butthe yo khalito do so butho khamatu tang mamang uttamang ye na vang de hang thammang cha du vi thang varang thamme yo khalito do so thammo khamatu tang mamang Út măng đệ na văn đệ hăng sang găng cha đu vi thót tam măng sẵn khê vô khả lý tô đô sô sẵn khô khả ma tu tăng mà măng. Kính mời Vinh Kinh chúc phúc cho đạo tràng.